Chuyện chiến lang ở rể. chương 741, mình xong rồi. Vẫn là lâm hải tốt, được đi làm, đi trà chiều, quán ba. Thỉnh thoảng hẹn đi đốt pháo, cuộc sống tự tại đến cỡ nào, nhưng tiếc rằng, suy cho cùng mình vẫn quay về đây, lần này muốn rời đi, e rằng sẽ rất khó. Cô ta thở dài, rồi xem phim đang chiếu trên màn hình iPad ở trước mặt. Cô ta đã xem bộ phim này được hai lần rồi, là bộ phim mà trước đó cô ta đã tải về máy đều tại tên Lê Văn Vân kia, nếu anh ta không bị người trong gia tộc đem nhìn chằm chằm, nếu người trong gia tộc đem không phát hiện ra thân phận của mình thì mình sẽ không tới đây." Doãn Thi Đan lại mắng một câu, "Không biết Liễu Ngọc kia thế nào rồi, có lẽ đã đi làm gái đứng đường rồi, cũng có thể bị hội sở nào đó lừa thẳng qua đó. Với sắc đẹp đó của cô ta, có lẽ giá cả cũng không thấp, đáng đời." Từ sau khi đi làm ở tập đoàn Hán Vũ, Người phụ nữ này luôn ra vẻ giỏi giang khi đứng trước mặt mình. Doãn Thi Đan cười khẩy, nếu không phải mình muốn khiêm tốn thì đã dễ dàng tìm thấy công việc lương một năm 100 vạn ở bên ngoài rồi. Cũng không biết cô ta lấy cái gì để so bì với mình, bây giờ bị vậy cũng đáng đời. Có lẽ bây giờ Lê Văn Vân vẫn chưa tìm thấy cô ta, muốn tìm một người ở nơi này, chẳng khác gì đang mò kim đáy biển. Doãn Thi Đan nói, cuối cùng cô ta uống hết ly rượu vang nói, hai, thật nhàm chán mình muốn quay về Lâm Hải quá đi mất. Cạch, đúng lúc này, cô ta nghe thấy ở phía cửa vang lên tiếng mở cửa. Ồ, hôm nay chị Tiểu Hồng Tan làm sớm thế. Doãn Thi Đan ngạc nhiên. Audio điện tử võ tấn bền. Là người làm việc trong hội sở, thật ra phần lớn thời gian từ Tiểu Hồng đều về nhà cực kỳ khuya, thậm chí là thường xuyên không về nhà. Mà Doãn Thi Đan cũng mong ngóng từ Tiểu Hồng quay về, vì như vậy sẽ có người trò chuyện với cô ta thật ra một mình cô ta sống ở đây rất nhàm chán. Lúc này, cửa nhà đã được mở ra, Doãn Thi Đan cười nói, chị Tiêu Hồng, hôm nay. Cô ta nói đến đây thì ánh mắt nhất thời xa sầm bởi vì cô ta nhìn thấy ở phía cửa ngoài từ Tiểu Hồng ra thì vẫn còn ba bóng người đang đi vào nhà. Trong đó có một người từng đi xem mắt với cô ta, hơn nữa còn bị cô ta chê bai Lê Văn Vân. Anh ta, tìm tới đây rồi. Doãn Thi Đan nhanh chóng nghĩ đến thân phận của Lê Văn Vân, da đầu của cô ta sắp nổ tung rồi. Cả người cô ta run rẩy, ly rượu vang trong tay nhất thời rơi xuống sofa màu trắng tinh, rượu vang chảy ra, nhiễm đỏ cả sofa. Cô ta rất muốn xoay người bỏ chạy, nhưng lúc này, vì danh tiếng và thân phận của Lê Văn Vân, nên hai chân của cô ta đã mềm nhũn, thậm chí ngay cả một chút sức lực để bỏ chạy cũng không có. Bây giờ trong đầu cô ta chỉ có ba chữ. Mình xong rồi. Cô ta nuốt nước miếng, nhìn thấy Lê Văn Vân đang đi vào nhà với sắc mặt u ám thì cả người không khỏi lùi vào góc sofa. Lê Văn Vân xa sầm mặt, đi thẳng đến trước mặt cô ta. Doãn thi đàn cực kỳ sợ hãi, vội nói, Lê Văn Vân, anh hãy nghe tôi giải thích, lúc đó người trong gia tộc đem đã tìm thấy tôi. Anh cũng biết rồi đó, đối mặt với bọn họ, tôi hoàn toàn không thể kháng cự, mà chỉ có thể thuận theo, nghe lời bọn họ. Lê Văn Vân chẳng hề để tâm, mà vẫn đen mặt đi về phía cô ta. Từ Tiểu Hồng đứng bên cạnh thở dài, nhưng không dám lên tiếng. Lê Văn Vân, xin anh hãy tha mạng cho tôi." Doãn Thi Đan nói, "Nể tình chúng ta từng đi xem mắt mà anh hãy bỏ qua cho tôi được không?" Lê Văn Vân vẫn không nói gì, bởi vì lúc này anh đang cực kỳ giận dữ. Nếu không phải anh đã tìm thấy Hotzis, rồi Hotzis nói cho anh biết địa chỉ của Liễu Ngọc nếu anh tới chết thêm mấy ngày nữa thì anh thật sự không biết suốt cuộc Liễu Ngọc sẽ phải đối mặt với tình huống gì. Cô ấy sẽ trở thành người phụ nữ trong dạ Lai Hương hay thả chết cũng không chịu làm rồi bị đánh chết ngay tại chỗ. Mà tên đầu sỏ mọi chuyện lại chính là gia tộc Đem, nhưng Doãn thị Đan cũng là đồng lõa. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh bỗng phóng ra tia lạnh lẽo. Chương 742 bởi vì đây là một người phụ nữ sợ chết. Bốp, trong lúc Doãn thị Đan hoảng hốt lo sợ, lê văn vân bỗng giơ tay lên tát vào mặt cô ta mặc dù chân khí vẫn chưa hồi phục nhưng lê văn vân bẩm sinh đã mạnh mẽ sức mạnh trong người cũng khá lớn một tát của anh giáng xuống khiến doãn thị đan ngã lăn từ sofa xuống sàn ngay má phải nhất thời đỏ bừng lê văn vân vẫn không nói gì mà tiếp tục đi tới lê văn vân nể tình chúng ta từng đi xem mắt mà anh hãy tha cho tôi đi doãn thị đan vội bỏ dậy cầu xin lê văn vân nhưng trên mặt Lê Văn Vân không hề có vẻ đồng tình, anh hờ hững nhìn Doãn Thị Đan hỏi, nể tình chúng ta từng đi xem mắt mà tha cho cô ư. Ban đầu cô là hàng xóm của nhà dì út tôi, dì út của tôi đã chăm sóc cho cô nhiều năm như vậy, nhưng cô thì sao? Cô lại dẫn Liễu Ngọc đến thành phố này, nếu tôi không tới đây thì em ấy sẽ gặp phải tình huống gì? Cô ở thành phố này lâu như vậy, tôi nghĩ cô sẽ biết rất rõ. Sứt lời, anh lại tắt một lần nữa. Bốp, bốp, hai bên mặt của Doãn Thị Đan nhanh chóng sưng lên. Từ Tiểu Hồng ở bên cạnh xoay người lại, thậm chí cô ta còn không dám liếc nhìn, nói thế nào thì cô ta cũng bán đứng chị em của mình, nhưng cô ta cũng hết cách rồi. Nếu không nói ra vị trí của Doãn Thị Đan, cô ta cảm thấy rất có thể mình sẽ chết khi đứng trước người gác đêm số không vào 5 năm trước này. Doãn Thị Đan khóc lóc, cô ta lớn tiếng cầu xin, tôi không có giao cô ta cho người của đêm, tôi đã chừa cho cô ta một con đường sống rồi. Thế ư, tôi không biết tại sao cô lại căm hận liễu ngọc nhưng cô để em ấy tự sinh tự diệt trong thành phố này ở một mức độ nào đó thì cô càng khiến em ấy khó chịu hơn cả việc giết chết em ấy lê văn vân nói sau đó anh cười khẩy nói cô cứ yên tâm tôi sẽ không để cô chết một cách bình thản như vậy đâu suốt lời anh nhìn về phía lý thu và ngạo húc nói hai cậu hãy dẫn người đi đi lê văn vân lê văn vân tôi sai rồi tôi thật sự biết sai rồi doãn thì đan nghe lê văn vân nói định dẫn mình đi thì bắt đầu hoảng loạn nhưng mặc kệ cô ta xin lỗi thế nào lê văn vân cũng không bỏ qua cho cô ta mà anh cũng không có lý do để tha cho cô ta cô ta được dẫn lên xe sau đó bị nhốt ở trên xe lê văn vân quay đầu lại nhìn từ tiểu hồng nói tôi nói lại lần cuối tôi không muốn bất kỳ ai biết chuyện tôi quay về thành phố này nếu tin tức của tôi bị người khác biết được thì cô sẽ là người chết đầu tiên tôi tôi hiểu rồi từ Tiểu Hồng vội đáp. Lê Văn Vân cũng không cảm thấy cô ta thật sự dám nói chuyện của mình ra ngoài, bởi vì đây là một người phụ nữ sợ chết. Lê Văn Vân không để tâm đến cô ta nữa, mà leo lên xe, rồi ngạo húc nhanh chóng lái xe đến nhà tại Tuấn. Hai bên mặt của Doãn Thị Đan hoàn toàn sưng tấy lên, cô ta nhìn Lê Văn Vân rồi mím môi nói, "Lê Văn Vân, tôi cầu xin anh đấy, anh hãy chừa cho tôi một con đường sống đi mà, mọi chuyện tôi làm đều thân bất do so kỷ mà thôi." lê văn vân ngước mắt lên nhìn cô ta hỏi thế à khi đem uy hiếp cô dưới tình huống cô đã biết tôi là người gác đêm số không thì cô không chỉ có thể lựa chọn dẫn liễu ngọc đi mà còn có thể nghĩ cách lặng lẽ thông báo cho tôi biết nhưng cô không hề làm thế mà cô lại lựa chọn chia rẽ gia đình đã từng chăm sóc cho cô mấy năm đây là thân bất do so kỳ ư vậy thì lê văn vân tôi sẽ nói hết cho anh biết toàn bộ tin tức mà tôi biết có được không anh hãy tha cho tôi một mạng đi Doãn Thị Đan nói, bên đem đã cử một siêu cấp tới đối phó với anh, đó là người đứng thứ 6 trong thiên bảng, bây giờ cũng đang đứng thứ 2 trong người gác đêm hệ Europa. Nghe đến đây, Lê Văn Vân và Lý Thu liền liếc nhìn nhau, rồi con người hơi thu nhỏ lại. Người đứng thứ 6 trong thiên bảng, thật ra bọn họ có quen biết người này, đây chính là một người phương Tây, tên là Ellen Hibbert, khoảng 40 tuổi, từng là nhân tài trong người gác đêm, là nhân vật trước mấy người Lê Văn Vân một thế hệ. Lê Văn Vân không ngờ đem còn hợp tác với một siêu cấp như vậy ở trong người gác đêm hệ Europa. Đem đã phản bội người gác đêm, rồi hợp tác với Hồng Nguyệt. Điều này cũng có nghĩa là Ellen Hibbert này cũng đã phản bội người gác đêm. Chương 743, em định xử lý cô ta thế nào? Hình như sự thối nát đã xâm nhập vào trong xương tủy của bọn họ rồi. Trong lòng Lê Văn Vân thầm lẩm bẩm, lão già Đem này thật đáng sợ, ông ta định hoàn toàn kết liễu với chúng ta đây mà. Lý Thu hờ hững nói. Doãn Thị Đan nói tiếp, lúc trước bọn họ nói như vậy là để cho tôi yên lòng. Tôi cũng hết cách nên mới làm như thế. Đó chính là siêu cấp nên tôi đầu dám phản kháng. Lê Văn Vân hờ hững nhìn cô ta, không nói gì nữa, khoảng mười mấy phút sau, cuối cùng bọn họ cũng ngừng lại ở cửa nhà tại Tuấn. Hai vợ chồng lại Tuấn đã đi đưa đồ ăn rồi, còn lại Dĩnh đang ở trên lầu, từ khi bái Phạm Nhược Tuyết làm thầy, cô bé không còn đi đưa đồ ăn nữa, mà suốt ngày ở trên lầu để tiếp nhận sự dạy bảo của Phạm Nhược Tuyết. Lê Văn Vân rứt khoát kéo Doãn thị đan ném vào sân sau, rồi đi lên lầu. Nhà đầu đang làm bài tập mà Phạm Nhược Tuyết giao cho cô bé, thật ra chỉ là mấy chữ ghép phần đơn giản mà thôi. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân quay về, cô bé liền ngẩng đầu lên hỏi, "Anh đã tìm được người chưa?" "Ừm, um, người đang ở trong sân sau." dứt lời, anh nhìn về phía Liễu Ngọc nói, "Cô ta chết hay sống đều do em định đoạt." Nơi này giết người sẽ không phạm pháp, nếu em muốn giết cô ta, nhưng lại không dám ra tay thì anh có thể xuống tay giúp em." Cả người Liễu Ngọc khẽ run lên, cô ấy cắn môi của mình rồi lên tiếng, "Anh hãy dẫn em đi gặp cô ta một lát đi." Lê Văn Vân gật đầu, rồi dẫn Liễu Ngọc đi xuống lầu, đi vào sân sau. Vừa nhìn thấy Doãn Thị Đan, hai mắt Liễu Ngọc bỗng đỏ hoe. Doãn Thị Đan cố gắng nở nụ cười nói, "Em gái Liễu Ngọc, quả nhiên là em không sao." chị nghĩ em xinh đẹp như vậy chắc chắn sẽ rất may mắn cô ta còn chưa dứt lời liễu ngọc đã lên tiếng hỏi tại sao doãn thi đan sửng sốt tôi và chị không thì không oánh lúc chị mới tới lâm hải sống cạnh nhà chúng tôi mẹ tôi còn thường xuyên chăm sóc chị tại sao chị lại dẫn tôi tới thành phố này chị có biết nếu lê văn vân không tới tôi sẽ phải đối mặt với điều gì không hình như lúc này tinh thần của liễu ngọc lại trở nên hoảng loạn trên thực tế khoảng thời gian này, Liễu Ngọc luôn sống rất áp lực, mặc dù thường mặt mày ủ rũ, thẫn thờ nhìn một chỗ. Những gì đã trải qua ở dạ lai hương thật sự đã để lại bóng ma rất lớn trong lòng cô ấy. Sứt lời, cô ấy liền nhào về phía của Doãn Thi Đan, rồi đấm đá cô ta một trận. Như đang phát thiết chuyện gì đó. Bởi vì Lê Văn Vân đang ở đây nên Doãn Thi Đan không dám đánh trả lại, đành phải ôm đầu cuộn tròn người lại liễu ngọc đánh một trận như đã phát thiết rất nhiều cộng thêm cô ấy cũng hơi mệt rồi nên đi tới bên cạnh ngồi xuống rồi nhìn lê văn vân nói lê văn vân cảm ơn anh trong lòng em đã thoải mái hơn rất nhiều em định xử lý cô ta thế nào lê văn vân hỏi liễu ngọc thở dài anh bảo em giết người em vẫn chưa làm được dù gì em và cô ta cũng quen biết nhau nên chúng ta hãy tha cho cô ta một mạng đi lê văn vân cũng đoán được liễu ngọc sẽ xử lý theo kết cục này Doãn Thi Đan nhất thời mừng rỡ, dứt khoát quỳ xuống nói với Liễu Ngọc, Liễu Ngọc, cảm ơn em, cảm ơn em. Hình như cô cảm ơn hơi sớm rồi đấy. Lê Văn Vân lạnh nhạt nói, Liễu Ngọc nói sẽ tha cho cô, nhưng tôi đã đồng ý hay chưa? Doãn Thi Đan ngẩn người. Đúng lúc này, Lê Văn Vân lạnh nhạt nói, tạm thời tôi sẽ không giết cô, mà tôi sẽ giữ lại mạng của cô vì cô vẫn còn chút tác dụng. Đúng vậy, Doãn Thi Đan là một nhân chứng, cô ta là người trực tiếp tham gia vào việc đem đối phó với mình. Đợi sau khi anh ra khỏi thành phố này, rồi đi tìm đem để báo thù, thì Doãn Thị Đan có thể làm nhân chứng, chứng minh hành động độc ác của đem. Đến lúc đó Lê Văn Vân xuống tay với ông ta sẽ danh chính ngôn thuật, mà Liên Hiệp Quân của người gác đêm cũng không thể nói gì được. Còn kết cục cuối cùng của cô ta thì đợi ra ngoài rồi hãng nói. Lê Văn Vân ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn Lý Thu nói, anh hãy đưa cô ta tới chỗ miêu nữ đi, để miêu nữ canh chừng giúp chúng ta lý thu gật đầu còn doãn thị đan thì sắc mặt nhất thời xám xịt nhưng lê văn vân chẳng hề đồng tình dựa vào những chuyện mà cô ta đã làm có thể giữ lại mạng sống cho cô ta là lê văn vân đã nhân từ lắm rồi ngạo húc lái xe chở lý thu và doãn thị đan rời đi lê văn vân khẽ thở phào nhẹ nhõm coi như bây giờ anh đã hoàn thành một mục đích trong mấy mục đích mà anh đi tới thành phố này tiếp theo là đi tìm mấy người Khương Vĩ, sau đó là giải quyết triệt để Bùi Nginh Tùng và Ellen Hubert. Mà tiền đề của mọi chuyện là mình phải khôi phục chân khí mới được. Không biết đến chừng nào mình mới có thể khôi phục đây. Lê Văn Vân cao mày nói. chương 744, em sẽ dốc hết sức. Lê Văn Vân thật sự không thích dáng vẻ như bây giờ. Anh vốn là người đi tiên phong nhất của tiểu đội, nhưng bây giờ, vì anh không có chân khí nên mọi chuyện đều không được triển khai một cách suôn sẻ chỉ cần khôi phục lại chân khí thì anh mới có thể mạnh tay đánh tới nhưng bây giờ anh chẳng thể làm gì được thậm chí đi ra ngoài còn phải có người đi theo bảo vệ mới được khiến anh hơi khó chịu cho đến bây giờ đã trôi qua gần một tháng rồi ngoài hôm đó trong lòng cảm mộ được một tí về dấu hiệu chân khí đang khôi phục thì khoảng thời gian khác chân khí trong người anh giống như đã hoàn toàn cạn kiệt chẳng hề có dấu hiệu thức tỉnh lại anh lại dẫn liễu ngọc đi lên lầu phạm nhược tuyết đi tới bên cạnh liễu ngọc định dẫn dắt về mặt tâm lý cho liễu ngọc lần nữa lần này phát tiết đã khiến liễu ngọc được thả lỏng dưới sự chỉ dẫn của phạm nhược tuyết cô ấy đã có thể hoàn toàn bước ra từ trong bóng ma tâm lý này phạm nhược tuyết không chỉ là một bác sĩ xuất sắc mà còn là một người thầy phụ đạo tâm lý cực kỳ xuất sắc anh không xuống tay với cô ta à cô nhìn lê văn vân hỏi lê văn vân gật đầu đáp giữ cô ta lại vẫn còn tác dụng sau này khi đi đối phó với đem thì cô ta sẽ là nhân chứng." Phạm Nhược Tuyết thở hắt ra nói, "Lê Văn Vân, thật ra anh nên hiểu rõ, nếu động vào đem thì độ khó thật sự rất lớn. Ông ta có địa vị quá cao ở bên người gác đêm hệ Europa, bên liên hiệp quân cũng không thể xuống tay với ông ta. Cho dù chúng ta có chứng cứ, nhưng nếu thật sự làm chuyện này thì có thể gây ra chuyện lục đục nội bộ trong người gác đêm." "Anh biết," Lê Văn Vân bình tĩnh nói, "anh đã tính đến tình huống xấu nhất rồi." người gác đêm đang bảo vệ mọi sự sống, nhưng bản thân lại cực kỳ mục nát thì có tư cách gì để đi bảo vệ chứ? Nói tóm lại, đem nhất định phải chết. Phạm Nhược Tuyết nhìn Lê Văn Vân, rồi thở dài, cuối cùng lên tiếng, nói tóm lại bất luận là như thế nào thì lần này em vẫn sẽ đứng về phía của anh. Cô biết tình huống xấu nhất mà Lê Văn Vân dự tính là gì, đó chính là rút khỏi người gác đêm. Nếu đối đầu với đêm thì rất có thể sẽ đối đầu với toàn bộ người gác đêm phạm nhược tuyết nháy mắt với trương văn hà trương vãn hà ngầm hiểu cô ấy đi tới bên cạnh liễu ngọc rồi dẫn liễu ngọc đi vào một căn phòng đúng lúc này lê văn vân thở dài nói nhược tuyết em hãy nói thật đi anh còn phải mất bao lâu nữa mới có thể khôi phục chân khí hay là anh hoàn toàn không thể khôi phục lại được phạm nhược tuyết nhíu mày nói chuyện này thì em không thể nào bảo đảm được nhưng em có thể xác định một điều đó là bây giờ cơ thể anh không có vấn đề gì chỉ vì tiêu hao quá nghiêm trọng nên cơ thể cần thời gian để khôi phục, về phần thời gian thì em thật sự không nói trước được. Đây cũng là lần đầu tiên em gặp phải tình huống này. Nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, anh muốn mau chóng khôi phục để xử lý chuyện ở khu tội ác, rồi giải quyết triệt để đem. Lê Văn Vân nói tiếp, trước khi chiến tranh bùng nổ về mọi mặt, dựa vào lời nói của lão già chắc nhất mình kia, có lẽ chiến tranh sẽ bắt đầu trong vòng nửa năm nữa. Bây giờ đã hơn một tháng rồi, anh lo chúng ta sẽ chỉ hoãn quá nhiều thời gian đến lúc đó lão già kia sẽ thật sự chém một nhát phạm nhược tuyết gật đầu nói em sẽ dốc hết sức suốt lời cô bóp vai lê văn vân nói anh cũng đừng suy nghĩ quá nhiều mà hãy nghỉ ngơi thật tốt tối nay anh có đi làm không đi chứ lê văn vân đáp thôi được rồi anh hãy đi nghỉ ngơi một lát trước đi để em đi dẫn dắt tâm lý cho liễu ngọc phạm nhược tuyết nói lê văn vân gật đầu hơn một tiếng sau Lý Thu mới được ngao húc trở về, lúc quay về, trên gương mặt còn nở nụ cười ngốc nghếch kỳ quái. Có lẽ lại bị người phụ nữ kia chọc ghẹo mấy câu. Tầm 6 giờ rưỡi tối, hai người lại đi tới quán bar. Lúc Trần Ngôn Thông nhìn thấy hai người Lê Văn Vân xuất hiện thì vẻ mặt trở nên hơi kiêng kỵ, anh ta đã biết chuyện ở phố ổ chuột rồi. Đồng thời anh ta cũng biết Cố Bạch là một đỉnh cấp. Lúc biết được mọi chuyện, sống lưng anh ta liền toát mồ hôi lạnh, không ngờ anh ta lại đi chiêu chọc một đỉnh cấp. Hai người Lê Văn Vân vẫn hờ hững giống như lúc trước, chẳng hề để tâm đến Trần Ngôn Thông, mà sau khi đi thay đồ thì đứng ở vị trí mà anh ta đã chỉ định. Màn đêm đã buông xuống, trong quán bar cũng bắt đầu trở nên hơi náo nhiệt. Chương 745, rượu, rượu gì cũng được. Lê Văn Vân vẫn phụ trách ba ghế dài. Tầm 8 giờ tối, Lê Văn Vân tiếp đón vị khách đầu tiên ở ghế dài. Đây là một người phụ nữ có gương mặt phương đông, vẻ ngoài tầm trung, nhưng vóc dáng lại khá đẹp, hình như cô ta chỉ đi có một mình. Sau khi ngồi xuống ghế dài, giọng điệu cô ta bình tĩnh nói, anh mau mang rượu lên đây. Lê Văn Vân đưa thực đơn cho cô ta. Cô ta dứt khoát ném thực đơn qua một bên rồi nói, rượu, rượu gì cũng được. Lê Văn Vân sửng sốt, bây giờ anh mới quan sát kỹ người phụ nữ này. Cô ta tầm 30 tuổi, không trang điểm, Giữa hai hàng lông mày cực kỳ phiền muộn, rõ ràng tâm trạng khá tồi tệ, không biết là bị người khác bỏ rơi hay là chồng đi ngoại tình. Lê Văn Vân thở hắt ra, anh tùy ý chọn một loại rượu, rồi đưa tới trước mặt cô ta. Hình như người phụ nữ rất hào phóng, cô ta dứt khoát khui chai rượu, rồi bắt đầu đưa lên miệng uống. Tất nhiên phụ nữ có chút sắc đẹp này sẽ thu hút sự chú ý của một số người, không ít người nhìn qua bên này bằng ánh mắt đầy hứng thú, thỉnh thoảng còn có mấy người đàn ông đi tới bắt chuyện cũng có người đưa rượu cho cô ta. Toàn bộ người tới bắt chuyện đều bị cô ta mắng chửi đuổi đi, nhưng nếu đưa rượu tới thì mặc kệ là ai, cô ta cũng sẽ uống thẳng vào bụng, chẳng hề quan tâm trong rượu có thứ gì không. Ở thành phố này, chuyện bỏ thuốc lừa con gái ở trong quán ba thường hay xảy ra, nên con gái ở trong quán ba đều cực kỳ cẩn thận đối với ly rượu mà người khác đưa tới, bình thường sẽ không bao giờ uống, nhưng người phụ nữ lại giống như mặc kệ tất cả. Ai tới cũng không từ chối, có bao nhiêu cũng uống hết vào bụng lê văn vân cũng không để tâm cho lắm anh cũng chẳng quen người phụ nữ này hơn nữa thời gian dần trôi qua mấy bàn khác cũng đã có người tới nên anh dần dần trở nên bận rộn sau khi sắp xếp khách ổn thỏa lê văn vân mới đứng ở giữa các bàn hình như người phụ nữ này hơi say rồi gò má bắt đầu đỏ ửng cô ta nghiêng đầu nhìn về phía lê văn vân nói nào anh uống với tôi hai ly đi hình như cô ta cảm thấy uống rượu một mình hơi nhàm chán nên dứt khoát nói với Lê Văn Vân. "À, chúng tôi không được uống rượu của khách." Lê Văn Vân nói với cô ta. Trên mặt người phụ nữ hiện lên tia khinh bỉ, dứt khoát lấy ra 3 tờ 100 Luca để xuống bàn nói, "Anh hãy uống rượu với tôi đi. Chỉ cần anh khiến tôi uống say thì buổi tối hôm nay 300 Luca này và cả người tôi đều sẽ thuộc về anh." Thật mỉa mai, quả nhiên phụ nữ ở khu tội ác đều sống buông thả. Lê Văn Vân thầm mắng anh ho khan nói, thật ra có tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là tôi khát nước nên cũng muốn uống một chút. Dứt lời, Lê Văn Vân liền ngồi xuống đối diện cô ta, sau đó rất tự nhiên cầm lấy 300 Luca này cất vào túi. Anh không chú ý tới, trên tầng 2, Doãn Nhu đang cầm một ly rượu vang đứng bên cạnh cửa sổ, chứng kiến cảnh tượng này, trên mặt bà ta không khỏi nở nụ cười. Nhìn thấy cậu ta tới đây làm nhân viên phục vụ, quả thật rất thú vị, Doãn Nhu khẽ cười nói. Tất nhiên Lê Văn Vân không hề hay biết mình đang bị người ở trên tầng 2 nhắm trúng. Anh ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, hình như người phụ nữ chỉ muốn uống rượu, nên Lê Văn Vân uống cùng cô ta mấy ly. Một lúc sau, hình như người phụ nữ không thể chống đỡ được nữa, nên bắt đầu khóc lóc. Con gái tôi, biến mất rồi. Cô ta bỗng lên tiếng, con bé chỉ mới 4 tuổi, vậy mà đã biến mất rồi. Lê Văn Vân sửng sốt, cực kỳ cạn lời. Con gái cô mất tích chẳng phải cô nên đi tìm con gái cô hay sao tại sao lại chạy tới đây uống rượu thế anh không khỏi nhíu mày nói con gái cô mất tích thì cô nên đi tìm con bé chứ cô hãy đi tìm ở những nơi hai người thường đi tới hoặc những nơi mà con bé thích chơi đùa vô ích thôi người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn lê văn vân rồi nắm lấy tay lê văn vân như muốn tìm một nơi để dựa vào cô ta khóc như mưa nói tôi đã đi tìm hết rồi tôi đã đi tìm hai ba ngày nay nhưng tiếc rằng vẫn không tìm thấy cũng có mấy người vô duyên vô cớ mất tích y như thế ngay cả thi thể cũng không tìm thấy trong lòng lê văn vân hơi chấn động ở đây thường xuyên có người tự dưng mất tích hư hình như người phụ nữ không nghe thấy câu hỏi của lê văn vân cô ta buông tay lê văn vân ra rồi nằm nhòi xuống bản khóc lóc đúng lúc này một người mặc đồ vest mang giày ra đi tới anh ta ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ rồi nói bà xã chúng ta về nhà trước đi rồi từ từ đi tìm con gái, dù gì chúng ta cũng tìm được thôi. Người phụ nữ mơ màng ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông này, tôi không có chồng, anh mau cút đi cho tôi. Người đàn ông đó cau mày nói, bà xã, anh biết là do anh không trông kỹ con. Anh sai rồi được chưa? Chúng ta có chuyện gì thì về nhà rồi hãng nói. Sứt lời, anh ta ôm eo người phụ nữ, định dìu cô ta rời đi. Lê Văn Vân khẽ cười, rồi vươn tay giữ anh ta lại, người anh em, Hình như anh không phải là chồng của cô ấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 746 người của Evan thì sao chứ? Trong quán ba dạ sắc, Lê Văn Vân đang đứng qua một bên, tay anh nắm lấy cổ tay người đàn ông mặc đồ vest kia, hờ hững nói, hình như đây không phải là bà xã của anh. Người đàn ông kia khẽ nhíu mày, nhìn Lê Văn Vân nói, anh là ai? Vợ tôi uống say giờ tính trẻ con với tôi thì liên quan gì đến anh? Đừng có rảnh rỗi mà gây sự. Mau cút xa ra chút đi. Lê Văn Vân cười chế giễu, rõ ràng người đàn ông này chính là kiểu người đưa mấy cô gái đã say rượu về quan hệ tình dục với anh ta ở trong quán bar. Cổ tay anh hơi dùng sức, kéo người đàn ông qua một bên, rồi chen vào giữa hai người, ngăn cản hành động tiếp theo của người đàn ông này đối với người phụ nữ. Rõ ràng người phụ nữ kia đã uống say rồi, thấy Lê Văn Vân tiến tới, cả người cô ta liền sụi lơi trên người Lê Văn Vân. Lê Văn Vân đặt cô ta xuống ghế dài, rồi hờ hững nói, lúc nãy tôi đã nhìn thấy anh đang uống rượu ở bên kia. Nếu người phụ nữ này là vợ của anh, liệu anh sẽ để cho cô ấy uống rượu một mình ở bên này ư? Ừ. Người đàn ông kia nở nụ cười chế giễu, rồi lạnh lùng nói, danh con, trong quán bar này, đâu đâu cũng là người giống như tôi, nên anh hãy thu hồi hành động chính nghĩa buồn cười đó đi. Một nhân viên phục vụ của giả sắc thì tốt nhất đừng nên lo việc không đầu, bằng không đến lúc chết lại không biết tại sao mình lại chết. Tôi là người của Evan đấy đây chính là điểm khác biệt giữa nơi này với bên ngoài. Trong thành phố này, đều dùng tính mạng để uy hiếp người khác, còn ở bên ngoài, cùng lắm là đánh một trận để dần mặt. Lê Văn Vân khinh thường nhìn anh ta. Người của Evan thì sao chứ? Tôi không quan tâm anh là người của ai, nếu anh rời khỏi quán ba này thì tôi sẽ không quản, nhưng đây là khu vực do tôi phụ trách, nên anh đừng hòng dẫn người rời đi. Lê Văn Vân hờ hững nói, tất nhiên, nếu anh dám gây sự ở quán ba dạ sắc thì tôi sẽ không nói gì anh có giỏi thì tới đây đánh tôi đi anh biết tại sao không ai dám gây sự ở đây bởi vì đây là địa bàn của doãn nhu ở khu tây thậm chí là toàn bộ khu tội ác có lẽ không có ai muốn đối đầu với doãn nhu sắc mặt người đàn ông kia cực kỳ u ám một lúc sau anh ta mới thở hắt ra nói danh con được lắm anh cứ đợi đấy cho tôi khi nào tan làm anh hãy cẩn thận một chút sứt lời anh ta xoay người đi về phía đám người. Trên thực tế, màn tranh luận của hai người đã thu hút sự chú ý của không ít người, nên sắc mặt anh ta cũng không nên được giận. Đợi sau khi anh ta rời đi, Lê Văn Vân mới nhíu mày, đặt người phụ nữ này xuống ghế, rồi đứng ở bên cạnh cô ta. Rõ ràng người phụ nữ này đã uống say rồi, cô ta đang nằm nhòi lên bàn khóc lóc. Sau khi khóc được một lúc, cô ta lại dựa vào ghế dài nhắm mắt lại, hình như đã ngủ thiếp đi. Rất nhiều người nhìn về phía Lê Văn Vân, bọn họ đều cảm thấy rất kỳ lạ trước hành động của Lê Văn Vân. Bởi vì bọn họ không hề cảm thấy kỳ lạ về chuyện người đàn ông kia đi tới dụ dỗ người phụ nữ này, thậm chí trong tam quan của bọn họ, phụ nữ ngủ với người đàn ông khác khi bị uống say là đáng đời. Dù gì mọi người đều tới quán ba chơi đùa, nên sẽ kiềm chế, không để cho. Mình uống say, nếu bạn uống say ngủ với người khác thì chỉ có thể nói rằng bạn là một tên ngốc. Lê Văn Vân hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt này. chương 747, võ giả cao cấp. Anh tiếp tục đứng ở bên đó, phục vụ cho mấy bàn khác, nhưng vì trước đó thái độ của Lê Văn Vân khá cứng rắn, nên chẳng có ai đi tới có ý đồ gì với người phụ nữ này nữa, dù gì cũng không có ai lựa chọn ra tay ở trong quán ba dạ sắc. Trên tầng 2, Doãn Nhu đang nằm nhoài lên tấm kính, trên mặt nở nụ cười nói, quả nhiên không hổ là người gác đêm, ở những nơi như này mà cũng muốn làm chuyện như vậy. Nói đến đây, bà ta lắc ly rượu vang rồi khẽ cười. Thời gian dần trôi qua, hôm nay Lê Văn Vân cũng không thu hoạch gì nhiều, ngoài 300 tiền bâu ơ kia ra thì anh không còn tiền bâu ơ nào khác. Trên thực tế, chuyện ngày nào Lê Văn Vân cũng có thể nhận được mấy trăm tiền bâu ơ như này thật sự khá là hiếm. Hôm nay Lý Thu cũng không nhận được một đồng nào. Tầm 2 giờ sáng, coi như cả quán ba đã yên tĩnh trở lại. Người phụ nữ kia vẫn nằm ở bên đó. Lê Văn Vân dọn dẹp xong thì đi tới bên cạnh cô ta, rồi khẽ vô vào mặt cô ta nói, người đẹp, chúng tôi sắp đóng cửa rồi. Người phụ nữ này đã nằm ở đây được 4 năm tiếng rồi, có lẽ đã tỉnh rượu rồi, bây giờ chỉ đang nằm ngủ mà thôi, hình như bởi vì lạc mất con nên mấy ngày nay cô ta không được ngủ ngon một giấc. Người phụ nữ bỗng tỉnh dậy, rồi hét toáng lên tiểu vũ. Lúc cô ta phát hiện ra xung quanh là quán ba thì trên mặt hiện lên vẻ bị thương chúng tôi sắp đóng cửa rồi, cô nên thanh toán rồi rời khỏi đây đi. Lê Văn Vân nói. người phụ nữ gật đầu nhìn Lê Văn Vân, rồi chạy tới quầy ba thanh toán, sau đó hơi thất thần rời khỏi quán ba. rõ ràng chuyện con gái mất tích đã đả kích rất lớn với người phụ nữ này. Lê Văn Vân định đi tới hỏi cô ta về chuyện con gái cô ta bị mất tích, nhưng thấy người phụ nữ đã rời đi luôn, nên anh cũng không hỏi gì nhiều. anh và Lý Thu đi thay đồ rồi cũng rời khỏi quán ba anh vừa đi ra bên ngoài thì phát hiện không ngờ người phụ nữ kia lại không hề rời đi mà đang đứng ở cửa quán ba đợi sau khi nhìn thấy lê văn vân thì vội vàng đi tới cô làm rơi đồ à lê văn vân hỏi người phụ nữ lắc đầu đáp tôi tới là để cảm ơn anh về chuyện ban nãy đã giúp tôi giải vây khi tôi uống say không có gì lê văn vân xua tay nói người phụ nữ tự giới thiệu nhưng anh phải cẩn thận một chút người kia là người của evan lúc nãy khi tôi ra ngoài đã nhìn thấy anh ta xuất hiện ở con phố đối diện có không ít người đang đứng ở đó có lẽ lúc nãy anh đã khiến anh ta không vui nên anh ta sẽ xuống tay với anh lê văn vân cười đáp không sao đâu nói đến đây anh trầm ngâm nói đúng rồi lúc nãy tôi nghe cô nói con cô mất tích rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy cô đã tìm thấy con bé chưa vừa nghe lê văn vân hỏi thế trên mặt người phụ nữ liền nở nụ cười cay đắng vẻ mặt càng bị thương hơn Cô ta gật đầu đáp, tôi vẫn chưa tìm thấy, tôi hoàn toàn không tìm thấy con bé, tôi đã đi hết những nơi chúng tôi thường đi rồi. Hôm đó tôi dẫn con bé đi mua đồ ăn, trong suốt quá trình tôi luôn nắm tay con bé, nhưng con bé bỗng dưng rời khỏi từ bên cạnh tôi. Lê Văn Vân và Lý Thu liếc nhìn nhau. Có thể lặng lẽ không một tiếng động dẫn đứa bé ở bên cạnh rời đi thì tuyệt đối không phải là người bình thường. Cấp bậc của cô là gì?" Lê Văn Vân hỏi. Võ giả cao cấp Người phụ nữ thở dài. Trong lòng Lê Văn Vân hơi ảm đạm, e rằng người có thể lặng lẽ dẫn con ở bên cạnh võ giả cao cấp đi đã đạt tới trình độ siêu cấp. Nói đến đây, người phụ nữ thở dài nói, trước đây cũng từng xảy ra chuyện như vậy, có người vô duyên vô cớ mất tích, sau đó cũng không còn tìm thấy nữa, ngay cả thi thể cũng không có. Tôi biết mình đã hết hy vọng rồi, nhưng tôi vẫn không nhịn được muốn đi tìm, bởi vì đó là tia hy vọng sống duy nhất của tôi. Chương 748, chu lệ sa. Nghe người phụ nữ nói thế, tim Lê Văn Vân bỗng đập thình thịch. Trước đây cũng từng có người vô duyên vô cớ mất tích. Lê Văn Vân không khỏi nghĩ đến điểm giống nhau ở đây là đều không có tin tức gì, giống y như đám người Hoàng Thi Kỳ. Anh nhíu chặt mày, nếu người đứng sau là siêu cấp, quả thật có thể làm được mấy chuyện này. Lê Văn Vân nhíu chặt mày, chợt nghĩ tới một khả năng, liệu đám người Hoàng Thi Kỳ mất tích có liên quan đến sis hay không? trên thực tế người có thể làm được cảnh tượng này ngoài hotzis ra thì lê văn vân không thể nghĩ tới người thứ hai dù gì hoàng thi kỳ cũng là đỉnh cấp đứng đầu trong đám người đó không thể nào không để lại chút manh mối trừ phi hotzis đích thân ra tay lúc lê văn vân đang suy nghĩ thì người phụ nữ đó thở dài hai tôi biết là mình không thể tìm lại được nhưng tôi thật sự hết cách rồi lê văn vân thở hát ra nói cô có thể cho tôi một phương thức để tiện liên lạc hay không tôi cũng có bạn vô duyên vô cớ mất thích, nên chúng tôi cũng đang tìm kiếm, có lẽ trong quá trình này sẽ có chút liên lạc. Người phụ nữ sừng sốt, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đáp, vậy tôi cho anh số điện thoại của tôi nhé. Ở đây có thể gọi điện thoại, nhưng Internet thì chỉ có mạng nội địa trong toàn bộ thành phố, nên đa số điện thoại đều chỉ có tác dụng gọi điện mà thôi. Mặc dù Lê Văn Vân có điện thoại, nhưng lại không có sim điện thoại ở bên này, nên chỉ có thể lưu lại số điện thoại của người phụ nữ sau khi lưu xong số điện thoại lê văn vân dò hỏi cho hỏi cô xưng hô thế nào chu lệ sa người phụ nữ đáp lê văn vân gật đầu nói được rồi đợi sau khi tôi có thẻ sim điện thoại sẽ gọi cho cô sau đó nếu bên chúng tôi tìm thấy tin tức gì thì sẽ liên lạc với cô ngay được vậy tôi đi trước chu lệ sa gật đầu đáp sau đó lấy chìa khóa xe ra đi tới bên cạnh một chiếc xe rồi lái xe rời đi ngay đợi sau khi cô ta rời đi vẻ mặt Lý Thu hơi xa sầm nói, lão đại, thật ra. Tôi luôn có một suy nghĩ, không biết có nên nói hay không. Anh nói đi, Lê Văn Vân nói. Tôi luôn cảm thấy kể từ khi chúng ta ở Yên Kinh, luôn có một động lực thúc đẩy chúng ta tới nơi này, như muốn nhốt chúng ta ở đây vậy. Lý Thu nhíu mày nói, mới đầu là mấy người bạn mất tích kia của anh, rồi tới Liễu Ngọc. Liệu có phải đem đã đứng sau điều khiển mọi chuyện hay không? Lê Văn Vân khẽ hít mắt lại đem không muốn nhìn thấy anh tiếp tục phát triển nữa. Ông ta biết có thể anh cũng đã biết chuyện lúc trước, nên muốn dụ anh tới đây để anh giải quyết chuyện ở nơi này. Lý Thu nói, ông ta có năng lực làm được mọi chuyện, nhưng anh đã mất đi chân khí, nên ông ta đã nảy sinh ý đổ lên người người nhà của anh để trở thành lực thúc đẩy mạnh nhất. Ánh mắt Lê Văn Vân hơi ảm đạm nói, thật ra vẫn còn một khả năng nữa. Hả? Lý Thu hỏi, khả năng gì thế? có thể người của chính chúng ta đang đẩy tôi tới bên này. Lê Văn Vân hờ hững nói. Mắt Lý Thu hơi thu nhỏ lại, anh đang nói lão già chắc ư. chương 749 đủ áp lực cho tôi để tôi trưởng thành. Lê Văn Vân gật đầu đáp, không loại trừ khả năng này, ông ta biết tôi đang ở bên ngoài, một khi tôi khôi phục lại chân khí thì chắc chắn sẽ đi tìm đem để báo thù. Mà nếu tôi đi tìm đem để báo thù thì có thể nội bộ người gác đêm sẽ tan rã, rồi liên lụy rất lớn nhưng người này đã âm thầm hợp tác với người của Hồng Nguyệt, nên nhất định phải diệt sạch. Bằng không đến khi chiến tranh bùng nổ, tên khốn khiếp này sẽ đẩy cho chúng ta gánh vác. Lão già chắc không thể không biết, rõ ràng bây giờ ông ta. Lý Thu nói, không có chứng cứ, đem có địa vị quá cao trong người gác đêm hệ Europa, trong mắt rất nhiều người ông ta là anh hùng, nhưng chỉ là anh hùng thối nát mà thôi. Lê Văn Vân thở dài, tôi biết chắc nhất mình đang nghĩ gì, ông ta muốn ổn định, rồi để tôi tới bên này, để một mình ông ta gánh vác mọi thứ đồng thời để đem tạo đủ áp lực cho tôi để tôi trưởng thành do đó có thể là bọn họ muốn để tôi tới đây rồi nhốt tôi ở nơi này cho đến khi mọi chuyện kết thúc lê văn vân lạnh nhạt nói lý thu nghe lê văn vân nói thế thì sắc mặt không được tốt cho lắm anh ta nghiến răng nói lão đại còn bao lâu nữa thì chân khí của anh mới có thể khôi phục câu hỏi này khiến ánh mắt lê văn vân khẽ giật anh cũng muốn hồi phục lắm chứ trong lúc hai người đang trò chuyện thì một chiếc xe ngừng ngay bên cạnh bọn họ. Đây là một chiếc xe thể thao mui trần. Sau khi bấm còi hai lần thì Cố Bạch đang ngồi ở ghế lái nói với hai người. Hai người mau lên xe đi, đừng đứng đó nói nhảm nữa. Hai người Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn qua đó hỏi, mẹ kiếp, Lâm Chí Viễn đưa xe cho anh à. Đúng vậy, mỗi tháng ông ta còn trả cho tôi 10 vạn Luca, thật ra hai người đều có thể không cần phải đi làm, ông đây sẽ bao nuôi hai người. Cố Bạch Đắc Y nói. Hai người ngồi lên xe, rồi Lê Văn Vân kể sơ qua mọi chuyện cho Cố Bạch nghe, Cố Bạch gật đầu nói, "Hôm nay ở Phúc Thanh hội, tôi cũng nghe qua chuyện này. Thật ra từ trước đến nay khu tội ác này luôn xảy ra chuyện, mỗi tháng đều sẽ có người tự dưng mất tích, nhưng số lượng không nhiều, cộng thêm nơi này nữa nên chuyện này khá bình thường, vì thế không có bao nhiêu người để tâm đến nó." Bọn họ lái xe quay về nhà lại Tuấn, sau khi kể lại cho Phạm Nhược Tuyết thì Phạm Nhược Tuyết cũng không có ý kiến gì dưới tình huống bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể tắm rửa đi ngủ sáng hôm sau khi lê văn vân thức dậy anh vẫn như thường lệ thử điều động chân khí kết quả vẫn không có cách nào điều động được vì chân khí mãi không thể hồi phục nên trong lòng lê văn vân cũng hơi bực bội anh xuống lầu rửa mặt rồi đi ra cửa ngồi trước mặt anh ông lão đeo kính đen kia đã bày sạp ở bên đó cô gái kia vẫn ngồi ở bên cạnh ông ta tay cầm quạt thỉnh thoảng sẽ quạt cho mình đồng thời cũng quạt giúp ông lão. Rõ ràng bọn họ cũng nhìn thấy Lê Văn Vân, nên ông lão đó tháo kính đen xuống, rồi vẫy tay với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân ngước mắt lên, rất hứng thú nhìn ông lão, đang định đi qua đó thì đúng lúc này, Lê Văn Vân phát hiện ra ở gần đó, đao ba đang dẫn theo một kẻ lang thang từ tốn đi tới đây. Nhưng hình như lần này anh ta đã tân trang lại bản thân. Quần áo vẫn rách dưới giống như lúc trước, nhưng tóc và dâu đã được cắt tỉa, lộ ra gương mặt tang thương tầm 40 tuổi. Trên lưng anh ta mang hai thanh đao tiêu chuẩn của người gác đêm, anh ta đi tới trước mặt Lê Văn Vân, hình như đôi mắt đục ngầu đã khôi phục chút tia trong sáng, rồi nhìn Lê Văn Vân nói, "Chúng ta hãy nói chuyện riêng với nhau đi." Đúng lúc này, kẻ lang thang ngồi xuống bên cạnh Lê Văn Vân, rồi lên tiếng, "Tôi biết một cách có thể giúp cậu khôi phục chân khí." Lê Văn Vân gật đầu đáp, "Được." Chương 750, tôi chắc chắn Nghe kẻ lang thang nói thế, ánh mắt Lê Văn Vân bỗng thu nhỏ lại, rồi hiện lên tia ngạc nhiên. Một là nếu là siêu cấp có thể nhìn ta vấn đề trên người mình một cách dễ dàng, nhưng kẻ lang thang này chỉ mới là đỉnh cấp mà thôi, không ngờ anh ta cũng có thể nhì nhơ, điều này đã khiến Lê Văn Vân hoàn toàn không thể ngờ tới. Hai là vì không ngờ kẻ lang thang này lại nói có cách giúp mình khôi phục chân khí, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lê Văn Vân. Anh nuốt nước miếng, ánh mắt hiện lên tia mong đợi, tôi tên là Trần Tiêu, từng là người gác đêm số 6. Kẻ thang thang chủ động giới thiệu bản thân, có lẽ bên người gác đêm hoa hệ đã không còn tài liệu về tôi nữa, chắc tôi đã trở thành nỗi sỉ nhục của người gác đêm. Lê Văn Vân khẽ cau mày. Tất nhiên, tôi hiểu rõ cách làm của Trác nhất minh, lai lịch của đêm trong người gác đêm quá vững chắc, tôi đã khởi xưởng việc ám sát ông ta, nên ông ta muốn làm mọi chuyện sẽ rất đơn giản. Có đôi lúc Trác nhất mình cũng không còn sự lựa chọn nào khác ông ta phải lấy đại cục làm trọng nên tôi không hận ông ta trần tiêu bình tĩnh nói lê văn vân khẽ cười nói vì thế bây giờ anh đã suy nghĩ rõ ràng rồi định nhờ tôi báo thủ giúp anh đúng không trần tiêu gật đầu nói tôi đã suy nghĩ rõ ràng rồi cả đời này tôi đã không còn cơ hội nữa nhưng cậu vẫn còn trẻ trẻ tuổi như vậy đã đạt tới siêu cấp có lẽ cậu vẫn còn cơ hội khi đối mặt với đem tôi tình nguyện đợi đến ngày hôm đó anh phát hiện ra cơ thể tôi có vấn đề bằng cách nào. Lê Văn Vân không xoắn suýt chuyện này cho lắm, mình có được hay không thì sau này Trần Tiêu sẽ nhìn thấy thôi. Trần Tiêu thở dài nói, tôi đã từng đối mặt với đem rồi sử dụng tần tử cuồng dũng, sau đó bị đẩy đến bên này. Tình trạng cơ thể tôi rất giống với cậu, cộng thêm tôi nhìn ra, cậu mới là người dẫn đầu trong mấy người kia, nhưng hôm đó cậu không hề ra tay, không phải cậu không muốn ra tay, mà là vì cậu không thể ra tay. Cậu là một người tự tin, chắc chắn tới khu tội ác là có chuyện, nhưng mãi không đi làm. Dưới sự so sánh, tôi đã không khỏi suy đoán chắc chắn cơ thể cậu đã xuất hiện vấn đề. Trần Tiêu bình tĩnh nói. Không hổ là người bước ra từ người gác đêm, nắm bắt chi tiết rất chuẩn xác. Lê Văn Vân gật đầu nói, đúng vậy, tôi đã sử dụng tần tử cuồng dũng khiến mình biến thành bộ dạng này. Anh nói thử xem cách của anh là gì? Đó là bị đánh, Trần Tiêu đáp. Hả? Lê Văn Vân sửng sốt, là sao? Là cậu phải bị người khác đánh. Trần Tiêu nói, mặc dù tôi không biết tình hình cụ thể là như thế nào. Nói tóm lại là lúc đó sau khi tôi đi tới bên này, vì đi uống trộm rượu của người khác, nên đã đắc tội với một đỉnh cấp, người đó đã đánh tôi một đòn chí mạng. Đúng lúc đó, chân khí của tôi bỗng khôi phục lại toàn bộ, hơn nữa còn có bước đột phá nhất định, thậm chí tôi còn cảm thấy mình đã chạm tới ranh giới siêu cấp, nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được một bước đó. Lê Văn Vân. Anh ho khan một tiếng nói, anh có chắc là cách này có tác dụng không? Trần Tiêu gật đầu nói, tôi chắc chắn. Vậy nếu tôi đi khiêu khích một siêu cấp, rồi bị người đó dáng đòn chí mạng thì tôi có thể khôi phục lại không? Lê Văn Vân dò hỏi. Trần Tiêu nhìn anh đáp, có lẽ cậu sẽ bị người đó đánh chết. Lê Văn Vân. Sau đó anh bắt đầu suy nghĩ kỹ lưỡng về chuyện này. Nếu cách này thật sự có tác dụng, vậy thì anh buộc phải thử nó xem sao. Đúng lúc này, vẻ mặt kẻ lang thang đó vẫn giống như trước, rồi nói tiếp, nhưng cho dù cậu khôi phục lại thì cũng khó mà rời khỏi nơi này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 751, tất nhiên là tôi không tin rồi. 5 năm trước tôi đã từng rời khỏi nơi này, Lê Văn Vân trả lời. Trần Tiêu sửng sốt, anh ta không quan tâm đến chuyện bên ngoài, mà suốt ngày chỉ biết vô chi vô giác, lấy rượu để sống qua ngày tất nhiên sẽ không biết đến chuyện 5 năm, năm trước Lê Văn Vân đã khấy đảo nơi này đến long trời lở đất, đa số sự hiểu biết về khu tội ác của anh ta đều do Đao Ba đã nói với anh ta. Đao Ba đã biết thân phận của tôi chưa? Lê Văn Vân hỏi. Cậu ta vẫn chưa biết, tôi không hề nói chuyện này với cậu ta. Trần Tiêu lại nói. Anh ta rất kiệm lời, nên Lê Văn Vân nhất thời không biết nên nói gì với anh ta. Anh ho khan một tiếng rồi nói, nói tóm lại anh cứ yên tâm, đợi tôi khôi phục lại chân khí, sẽ cho anh tận mắt chứng kiến tôi chém nước đầu lão giả đem đó, nên. Nói đến đây, Lê Văn Vân đứng dậy, nhìn Trần Tiêu nói, bây giờ tôi lấy thân phận đội trưởng tiểu đội người gác đêm 11.762 hoa hệ, chính thức mời anh gia nhập vào tiểu đội của tôi, anh có đồng ý không? Trần Tiêu sửng sốt, ánh mắt bỗng phóng ra tia sáng, nhưng tia sáng này lại nhanh chóng biến mất. Anh ta lắc đầu nói, tôi có thể giúp cậu đánh nhau, chém giết, còn chuyện gia nhập vào người gác đêm thì thôi đi, Quả thật, đối với anh ta, người gác đêm đã từng tổn thương đến trái tim của anh ta. Lê Văn Vân thở dài, cũng không nói gì nữa, rồi anh rời mắt nhìn con phố đối diện. Anh phát hiện ra ở phía đối diện đào ba đang hoảng hốt nhìn ông lão đeo kính đen kia, rồi nuốt nước miếng, vẻ mặt xoắn suýt. Một lúc sau, anh ta lục túi lấy ra mấy tờ tiền nhăn nheo. Lê Văn Vân vội vàng đi qua đó. Đúng lúc này, đào ba lên tiếng, đại sư trong tay tôi không có nhiều tiền như vậy, mà chỉ có 137 Luca thôi. Trên mặt ông lão đó hiện lên vẻ khó xử nói, hai đây vốn là chuyện tiết lộ thiên cơ, nếu tôi tiết lộ quá nhiều sẽ bị trời phạt, nhưng thấy tấm lòng rất chân thành của cậu, thôi thì 137 cũng được, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Tôi sẽ nhận lấy 137 Luca này, rồi nói cho cậu biết cách hóa giải chuyện này. Sứt lời, ông ta định vươn tay nhận lấy số tiền kia. Đúng lúc này, Lê Văn Vân liền đè mấy tờ tiền xuống bàn nói, sao thế? Anh Đào Ba, vị đại sư này cũng nói với anh rằng anh có họa sát thân đúng không? Đào Ba ngạc nhiên hỏi ngược lại, sao cậu biết? Hôm qua ông ta cũng nói với tôi rằng tôi có họa sát thân. Anh đừng mất cảnh giác, anh đã sống bao nhiêu năm rồi mà còn tin những lời nhảm nhí này. Lê Văn Vân cạn lời nói, rồi nhét tiền vào túi Đào Ba. Mặc dù bây giờ tên này đang quản lý một con phố, nhưng vẫn rất nghèo, không ngờ toàn bộ gia sản chỉ có 137 Luca này. Đao ba sửng sốt, rồi nhanh chóng phản ứng lại, anh ta dứt khoát rút một thanh đao ra nói, mẹ kiếp, không ngờ ông lại dám lừa ông đây. Ông có biết ai là lão đại con phố này không hả? Hai, cậu tin hay không thì tùy, ông lão thở dài nói. Cô gái ở bên cạnh vẫn cười hì hì, nhưng không nói gì. Bọn họ nhìn thấy đao ba sắp ra tay, nhưng hình như bọn họ chẳng hề sợ hãi. Đúng lúc này, Trần Tiêu đi tới đè tay đao ba xuống, ra hiệu anh ta đừng ra tay. Lê Văn Vân lạnh nhạt nhìn ông lão nói, lão già, ông lừa người khác thì không sao, nhưng đừng lừa lên người chúng tôi. Chúng tôi không thu phí bảo kê trên con phố này đã tốt lắm rồi, nên ông đừng chọc chúng tôi phải đuổi ông đi. Ông lão cũng không nổi giận mà khẽ cười nói, cậu không tin sao? Tất nhiên là tôi không tin rồi, Lê Văn Vân nói. Vậy nếu tôi nói cho cậu biết, Tôi biết Bùi Ninh Tùng đang sống ở đâu thì sao?" Ông lão nhếch miệng cười hỏi. chương 752, cậu chưa có con đúng không?" Nghe thấy câu này, mắt Lê Văn Vân bỗng thu nhỏ lại. Sắc mặt của Đao Ba và Trần Tiêu ở bên cạnh cũng hơi thay đổi. Bọn họ đều biết Bùi Ninh Tùng, danh tiếng người đứng đầu Hồng Nguyệt khá vang dội, hơn nữa ở đời của bọn họ, có lẽ danh tiếng của Hồng Nguyệt càng vang dội hơn nữa. Dù gì bọn họ cũng là tổ chức lớn đối đầu với người Gác Đêm. Lê Văn Vân xa sầm mặt, nhìn về phía ông lão. Ông lão khẽ cười nói, cậu bạn nhỏ, chúng ta nói chuyện riêng với nhau được không? Lê Văn Vân thở dài, rồi nhìn về phía Đào Ba và Trần Tiêu. Hai người gật đầu rồi quay vào nhà của Lại Tuấn. Đợi sau khi bọn họ rời đi, Lê Văn Vân mới thở dài, nhìn ông lão hỏi, rốt cuộc ông là ai? Mới đầu anh cảm thấy ông lão này là một tên lừa đảo đơn thuần, nhưng ông ta lại dẫn theo một cô cháu gái xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn nghênh ngang bày sạp ở khu tội ác, chuyện này thật sự quá kỳ lạ. Nhưng bây giờ xem ra, hình như người này có rất nhiều vấn đề. Tôi là ai ư, tôi chỉ là một ông lão cô độc, có một cô cháu gái, dựa vào việc buôn bán chút tin tức lừa gạt để kiếm sống trong thành phố này mà thôi. Ông lão thở dài nói. Tất nhiên Lê Văn Vân sẽ không tin lời nói dối của ông lão này. Ông biết tôi là ai sao? Lê Văn Vân nhíu mày hỏi. Tất nhiên là tôi biết chứ, với phong thái long cốt này, ngoài vị thiên kiêu chi tử vào 5 năm trước ra thì tôi thật sự không còn nghĩ ra người nào khác nữa. Ông lão khẽ cười nói. Bùi Nghênh Tùng đang ở đâu? Lê Văn Vân lại hỏi. Bây giờ tôi không thể nói cho cậu biết được. Nếu tôi nói cho cậu biết thì cậu đi qua đó sẽ chẳng khác gì đi tìm cái chết. Ông lão nói. Sắc mặt Lê Văn Vân lại thay đổi. Rõ ràng ông lão này đã phát hiện ra cơ thể mình hơi bất ổn rồi. Anh hơi cạn lời nói, nếu ông đã không muốn nói vậy ông còn gọi tôi tới đây để làm gì ông lão ho khan nói tôi chỉ muốn hỏi cậu đã lập gia đình chưa tôi đã lập gia đình rồi nhưng chúng tôi đã ly hôn rồi lê văn vân tức giận đáp ông lão sửng sốt rồi nhíu mày nói cậu đã ly hôn rồi à nhưng cũng không sao cậu chưa có con đúng không lúc nãy ông vẫy tay gọi tôi tới đây là để hỏi chuyện này thôi sao lê văn vân không còn gì để nói ông lão gật đầu đáp đúng vậy cậu thấy cháu gái tôi thế nào vẻ ngoài rất đoan trang vóc dáng cũng rất đẹp ngực mông to tròn dễ đẻ nếu cậu cưới con bé bảo đảm sau này sẽ con cháu đầy nhà lê văn vân sửng sốt anh nhìn về phía cô gái ở bên cạnh rồi phát hiện ra cô ta cũng đang mở to mắt nhìn anh lúc nhìn thấy lê văn vân nhìn qua đây cô ta khẽ đỏ mặt nở nụ cười thẹn thùng mẹ kiếp chuyện này là sao lê văn vân thầm cạn lời anh lên tiếng tôi không có hứng thú gì với cháu gái của ông còn tin tức nơi của bùi nghinh tùng thì ông muốn bán bao nhiêu tạm thời tôi sẽ không bán tôi không thể đưa cháu rể của mình vào chỗ chết được ông lão thở dài nói đợi khi nào cậu hồi phục thì tôi có thể tặng miễn phí tin tức này cho cậu coi như đây là của hồi môn của hai ông cháu chúng tôi lê văn vân thấy ông ta không muốn nói thì chẳng thèm bận tâm đến ông ta nữa mà dứt khoát đứng dậy đi về phía nhà của lại tuấn Ông lão ở phía sau quát, "Cậu bạn nhỏ, nếu thật sự không được thì con bé làm vợ hai của cậu cũng được." Lê Văn Vân khẽ run lên, rồi chạy vào nhà của Lại Tuấn. Thấy anh đã rời đi, cô gái kia mới bĩu môi nói, "Ông nội, hình như anh ấy không muốn lấy cháu." Chương 753 thậm chí làm vợ bé cũng được. Ông lão mỉm cười xoa đầu cô ta, "Cháu đừng vội, chắc chắn cậu ta sẽ đồng ý thôi, tình cảm là thứ phải bồi dưỡng mới có." Lê Văn Vân quay về nhà, Trần Tiêu và Đạo Ba đang ngồi trên ghế ở tầng 1. Lê Văn Vân vừa đi vào đã nghe thấy tiếng mắng chửi của Đạo Ba. Lão đại, nếu anh không ngăn cản tôi thì tôi đã hất tung sạp hàng của ông ta rồi. Mụ nội nó, hình như ông ta không biết ai mới là lão đại của con phố này. Trần Tiêu lắc đầu nói, lão già đó rất lợi hại. Hả, Đạo Ba sừng sốt. Cậu biết Phất Lai người đứng thứ ba trong địa bảng chứ? Trần Tiêu hỏi. Là người gác đêm, Trần Tiêu biết được nhân vật trong địa bảng cũng là chuyện bình thường. Trần Tiêu nói, tôi vô tình nhìn thấy Phất Lai tới tìm ông lão này gây sự, sau đó bị ông ta đánh cho trọng thương chỉ trong một trường. Lê Văn Vân nghe vậy cũng ngẩn người, người có thể làm được chuyện này, có lẽ phải là nhân vật siêu cấp. Đào Ba cũng sửng sốt, anh ta nhìn Trần Tiêu nói, ông ta, lợi hại đến thế sao? Vậy ông ta còn chạy tới đây lừa bịp để làm gì? Ai mà biết được chứ, Trần Tiêu lắc đầu nói, có mấy cao thủ luôn có những sở thích quái gở. Quả thật, giống như lão già Long Ưng Đài kia có sở thích ở trong tù, rồi mấy tên ở trong bảng xếp hạng sát thủ kia cũng có đủ sở thích quái gở, tất nhiên, theo Lê Văn Vân thấy, mấy sát thủ đó đều có chút tâm lý biến thái. Trần Tiêu thấy Lê Văn Vân đã quay về thì ngước mắt lên nói, bây giờ tôi đã dọn tới con phố này, chính là căn nhà màu đỏ ở cuối con phố, rất dễ tìm nếu cậu có chuyện gì cần tôi ra tay thì cậu cứ tới thẳng đó tìm tôi là được. Lê Văn Vân gật đầu. Mà lúc này, hình như Trần Tiêu không muốn nán lại quá lâu, nên anh ta đứng dậy, cùng đao ba rời khỏi nơi này. Đợi bọn họ rời đi rồi, Lê Văn Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Thành phố này không hổ là thiên đường của thế giới ngầm, nước ở đây cũng quá sâu rồi đó. Một kẻ lang thang lại từng là người gác đêm nằm trong top 10 rồi một thầy bói lừa đảo lại có thể là một siêu cấp hơn nữa cháu gái của người này lại vô duyên vô cớ đòi kết hôn với mình thậm chí làm vợ bé cũng được nghĩ tới vẻ ngoài và tướng mạo của cô gái đó trong lòng lê văn vân không khỏi mong đợi đúng lúc này cố bạch và lý thu từ trên lầu đi xuống cố bạch vẫn còn buồn ngủ nói với lê văn vân chào buổi sáng lão đại lê văn vân nhớ tới cách khôi phục chân khí mà lúc nãy trần tiêu đã nói nên kéo cố bạch ra vườn sau ngay. Cố bạch rụi mắt nói, lão đại, anh để cho tôi đi rửa mặt trước đi, anh làm gì thế? Lê Văn Vân nhìn cố bạch, nghiêm túc nói, anh hãy đánh tôi đi. Hả, cố bạch tưởng mình đang nghe nhầm. Anh hãy tới đánh tôi đi, phải đánh cho chết luôn ấy. Lê Văn Vân lặp lại lần nữa. Đồng thời, ở khu bắc khu tội ác, trong trang viên nằm ở trung tâm nhất. Bốn người lại ngồi xuống lần nữa. Bùi Nghênh Tùng mặt mày sốt sáng nói, vẫn không có bất kỳ tin tức nào sao. Tôi lo cậu ta có thể khôi phục chân khí bất cứ lúc nào, đến lúc đó chúng ta có muốn đối phó với cậu ta cũng khó khăn hơn. Trên ghế chủ vị, ông lão cầm hai quả bóng nói, tôi có một cách. Hả, mọi người đều nhìn về phía ông ta. Chẳng phải thằng nhãi đó đang thu thập xương rồng hay sao? Ở khu bắc của tôi có một nơi đầu thú, ngày nào cũng cử hành mấy trận đấu ở trong đó nếu chúng ta lấy mấy khúc xương rồng ra làm thẻ đánh bạc, làm phần thưởng khi chiến trắng trận đấu thú. Có lẽ cậu ta sẽ không thể nào từ chối sự mê hoặc này. Ông lão cầm quả bóng nói, chỉ cần cậu ta xuất hiện thì chúng ta có thể giết chết cậu ta ngay tức khắc. Mấy người khác đều hơi sừng sốt, rồi tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Bùi Ninh Tùng. Bùi Ninh Tùng ngơ ngác một lát rồi nghiến răng nói, được, vậy thì tôi sẽ lấy ra năm khúc xương rồng. Trường 754 tất cả ngừng tay. Ở sân sau nhà Lại Tuấn. Thật ra diện tích sân sau rất rộng lớn, bởi vì bọn họ đang ở ngoài rìa thành phố nhất nên không có nhiều kiến trúc. Sân sau này là do bọn họ tự cải tạo lại, bên trong có trồng mấy loại rau, nhưng số lượng không nhiều, mặc dù là thế, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người tới đây hái trộm rau. Bây giờ ở trong sân sau, Cố Bạch đang mơ màng nhìn Lê Văn Vân hỏi, anh bảo tôi đánh anh ư? Còn đánh tới chết luôn sao? Lê Văn Vân gật đầu đáp, đúng vậy. Cố Bạch liếm môi nói, "Đây là do anh tự nói đấy nhé." Thật ra ở người gác đêm, giữa mấy tiểu đội vẫn có không ít các cuộc tỉ thí lẫn nhau. Trước đây mấy người Cố Bạch cũng nhiều lần đánh nhau với Lê Văn Vân, mặc kệ bọn họ phối hợp với nhau hay riêng lẻ thì cũng thường xuyên đi tới khiêu chiến với Lê Văn Vân, sau đó ai cũng bị đánh đến mức rất thê thảm. Trên thực tế, kể từ khi Lê Văn Vân bị thương mất đi chân khí, Cố Bạch, Lý Thu và Trương Vãn Hà đều muốn nhân cơ hội này để đánh Lê Văn Vân một trận nhưng lại bị Phạm Nhược Tuyết ngăn cản, bởi vì cô lo cơ thể Lê Văn Vân sẽ thật sự xảy ra vấn đề đáng lo ngại. Chuyện này luôn khiến ba người bọn họ luôn ngứa tay ngứa chân, cố bạch không ngờ Lê Văn Vân lại chủ động bảo anh ta đánh mình, thế là anh ta siết chặt nắm đấm. Bịch, đúng lúc này, cửa sổ trên tầng 2 bỗng mở ra, Trương Vãn Hà và Lý Thu nhảy xuống từ trên tầng 2, rồi Lý Thu nói, lão đại, chuyện này không cần phải làm phiền cố bạch đâu, tên này quá yếu, không thể đánh anh đau được, nên yêu cầu vô lý này của anh cứ giao cho tôi, tôi bảo đảm sẽ đánh anh đến mức răng dụng đầy đất. Trương Vãn Hà cũng vội nói, lão đại, anh đừng nghe bọn họ nói, bọn họ hoàn toàn không dám đánh đến chết, nên anh cứ để cho tôi, anh chưa từng nghe qua câu độc ác nhất là lòng dạ đàn bà hay sao. Chắc chắn tôi sẽ thỏa mãn yêu cầu của anh. Ở trên tầng 2, hai người đều đã nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ nên nhảy xuống ngay. Lê Văn Vân, mấy người cứ tùy ý đi, ai tới cũng được. Lê Văn Vân nói. Nghe Lê Văn Vân nói thế, Cố Bạch nuốt nước miếng, hơi hưng phấn hỏi, vậy hay là? Ba người chúng tôi hợp lại đánh nhé. Ba người đều đã sắn tay áo lên. Trên cửa sổ tầng 2, Phạm Nhược Tuyết thò đầu ra, nhíu mày quát, tất cả ngừng tay. Sứt lời, cô lạnh lùng nhìn Lê Văn Vân hỏi, anh lại bị đứt dây thần kinh nào à? Lê Văn Vân nhìn Phạm Nhược Tuyết nói, lúc nãy Trần Tiêu, cũng chính là kẻ lang thang kia đã nói cho anh biết cách để khôi phục chân khí, đó chính là phải bị người khác đánh một trận, trước đây tình huống của ông ta cũng giống như anh, sau khi ông ta bị đánh thì đã khôi phục chân khí. Phạm Nhược Tuyết ngẩn người, rồi trầm ngâm nói, lần này anh không thể nào khôi phục lại chân khí thì càng phải bảo vệ bản thân mình, nếu gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Nói đến đây, cô gật đầu nói, quả thật cách này cũng có chút đạo lý. Vừa nghe Phạm Nhược Tuyết nói thế, Cố Bạch đã lao tới ngay, lão đại, tiếp chiêu. chương 755 hơn nữa đó chỉ là khả năng mà thôi. Sứt lời, anh ta đã lao tới trước mặt Lê Văn Vân, rồi đấm vào bụng của Lê Văn Vân. Bịch, bịch, bịch. Sau đó, trong sân sau, bụi bay mù mịt, Lê Văn Vân bị ba người Cố Bạch đánh một trận tơi bời. Lê Văn Vân bị ba người xem như quả bóng, đá qua đá lại. Mười mấy phút sau, Lê Văn Vân nằm dưới đất, cả người đau nhức. Thế nào, lão đại, anh đã khôi phục lại chưa? Cố bạch lên tiếng hỏi. Ba người này không đánh vào mặt, nhưng cả người anh đều đau nhức. Cho dù Lê Văn Vân có năng lực kháng đòn, nhưng cũng đau đến mức sắp ứa nước mắt rồi. Lê Văn Vân vội ngồi xếp bằng dưới đất, một lúc sau, anh mở mắt ra, hơi bất đắc dĩ nói, không có. Trong mắt anh hiện lên tia bất đắc dĩ. Trên tầng 2, ánh mắt của Phạm Nhược Tuyết cũng hơi thất vọng. Ngược lại ba người cố bạch không những không thất vọng, mà trên mặt còn hiện lên vẻ mong đợi nói, vậy thì, chúng ta đánh tiếp một trận nữa đi. Ba người để cơ thể anh ấy hồi phục lại trước đã. Phạm Nhược Tuyết lên tiếng. Nghe Phạm Nhược Tuyết nói thế, ba người cố bạch không dám nói gì nữa, đành phải thất vọng gật đầu. Trong lòng Lê Văn Vân thầm mắng một câu, ba người này thật là. Nhất là cố bạch, lúc đánh tên này còn sông lên trước nhất. Đợi ông đây hồi phục lại, nhất định sẽ đánh trả lại. Trong lòng Lê Văn Vân thầm mắng. Anh quay về tầng 2, Phạm Nhược Tuyết kéo quần áo anh ra, rồi nhẹ nhàng thoa thuốc mát xa những chỗ anh bị đánh đến mức bầm tím. Thời gian dần trôi qua, thấm thoát 5 ngày đã lặng lẽ trôi qua, mấy ngày nay, Lê Văn Vân luôn thử nghiệm cách mà Trần Tiêu đã chỉ cho anh. Mà trong mấy ngày nay, người hưng phấn nhất không phải ai khác mà chính là ba người Lý Thu và Trương Vãn Hà, ngày nào bọn họ cũng đánh Lê Văn Vân một trận từ sáng đến tối nên đã quá nghiện rồi nhưng hoàn toàn không có chút tác dụng lê văn vân không hề khôi phục lại chút chân khí thậm chí anh còn từng cho rằng trần tiêu đang lừa anh nhưng anh nhanh chóng hiểu rõ cách mà trần tiêu nói lúc đó là phải ở thời khắc sinh tử phải ở trong lúc nguy hiểm cận kề cái chết mới có thể khôi phục lại hơn nữa đó chỉ là khả năng mà thôi nhưng ba người cố bạch thật sự không thể xuống tay đánh lê văn vân đến chết mà lê văn vân cũng biết Bọn họ sẽ không thật sự đánh mình đến chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 756, là ai đã bắt bọn họ đi? Sau khi suy nghĩ thông suốt chuyện này, Lê Văn Vân liền phát hiện chuyện mình chủ động yêu cầu bị đánh mấy ngày nay đã trở nên công cốc. Mà mấy ngày nay, đám người Lê Văn Vân đều đã đổi sim điện thoại ở bên này, nên có thể gửi tin nhắn và gọi điện thoại, nên cũng tiện liên lạc hơn nhiều khoảng thời gian này khá bình yên đối với mấy người Lê Văn Vân, ngày nào Lê Văn Vân cũng chỉ lui tới quán ba và nhà, bình thường Cố Bạch cũng sẽ tới chỗ của Lâm Khả Hân, ngoài ra thì không có chuyện gì khác. Còn tin tức của Khương Vĩ và Hoàng Thi Kỳ thì hoàn toàn không tìm thấy được gì. Như thể bọn họ đã thật sự biến mất, hoàn toàn không có một chút manh mối, kể cả khi Lê Văn Vân đi thu thập ở quán ba, Cố Bạch đi nghe ngóng ở Phúc Thanh Hội, cộng thêm sự trợ giúp của người gác đêm hoa hệ, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ manh mối gì mà lúc này mấy người lê văn vân đã tới thành phố này gần nửa tháng rồi tất nhiên trong năm ngày nay không hề bình yên như thế con đường này không thu phí bảo kê nên đã thu hút rất nhiều người nghèo tràn vào con phố này chuyện này cũng ảnh hưởng gián tiếp đến tình trạng thu phí bảo kê ở các con phố khác hành động của mấy người lê văn vân đã phá vỡ một số quy tắc ước định mà thành ở thành phố này do đó đã có không ít người tới tìm đao ba để sinh sự nhưng sau khi biết con phố này đứng dưới danh nghĩa Phúc Thanh hội thì đại đa số đều không dám nói gì nữa. Buổi trưa hôm nay, Phạm Nhược Tuyết đang bận rộn trong phòng bếp, Cố Bạch thì đã đi tới Phúc Thanh hội, còn Lê Văn Vân thì đang đợi cơm ở trong phòng khách tầng 1. Khoảng tầm 12 giờ, Phạm Nhược Tuyết bưng thức ăn ra phòng khách, rồi nhíu mày hỏi, hai người chú lại vẫn chưa về sao? Lê Văn Vân lắc đầu nói, bọn họ vẫn chưa về theo lý mà nói thì bình thường hơn 11 giờ bọn họ phải về rồi chứ. Hàng ngày hai người lại Tuấn và Chu Linh vẫn đi đưa đồ ăn, bọn họ không thể thay đổi thói quen này được, cho dù mấy người Lê Văn Vân khuyên nhủ thế nào, bọn họ cũng không chịu từ bỏ công việc này. Hu hu! Đúng lúc này, bỗng có một tiếng khóc vang lên. Lê Văn Vân liền nhìn ra cửa, rồi phát hiện ra Trần Tiêu đang dẫn lại Dĩnh đi vào nhà. Hôm nay lại Dĩnh đi ra ngoài cùng bố mẹ, dù sao thì hôm nay cũng là chủ nhật, mỗi tuần Phạm Nhược Tuyết sẽ cho Lại Dĩnh chơi đùa một ngày. Thấy Lại Dĩnh khóc lóc, trong lòng mấy người Lê Văn Vân đều hơi chấn động, vội vàng đi tới hỏi. Trần Tiêu ngước mắt lên nhìn Lê Văn Vân nói, lúc nãy tôi đang ngồi uống rượu ở cửa thì nhìn thấy ở phía xa xa có một bé gái vừa lau nước mắt vừa chạy về phía con phố này. Tôi vội nhìn qua đó thì phát hiện ra đó chính là bé gái sống cùng nhà với các cậu, nên đã dẫn con bé về đây. Phạm Nhược Tuyết vội bế lại dính lên hỏi, nhà đầu, làm sao thế? Bố mẹ em đâu? Bố mẹ, bố mẹ, lại dính thuốc thiết nói, bọn họ, bọn họ bị người xấu bắt đi rồi. Ánh mắt Phạm Nhược Tuyết nhất thời trở nên lạnh lẽo, rồi nhìn về phía Lê Văn Vân. Tim Lê Văn Vân nhất thời lạnh lẽo. Lý Thu vội hỏi, là ai đã bắt bọn họ đi? Lê Văn Vân lên tiếng, để anh gọi Cố Bạch quay về. chương 757, không thành vấn đề. Ở thành phố này rất hiếm nhân tình, hầu hết mọi người, nhất là ở khu dân nghèo này đều chỉ quan tâm đến bản thân, rồi sống cuộc sống của riêng mình, chứ không giúp đỡ lẫn nhau cho lắm. Người lương thiện như Chu Linh thật sự rất rất ít. Lê Văn Vân rất thích gia đình này, kể cả lại Tuấn. Có lẽ lại Tuấn là người chỉ quan tâm đến bản thân, nhưng trên thực tế, dưới sự ảnh hưởng của Chu Linh, ông ta vẫn đồng ý giúp đỡ người khác. Ông ta không có nhiều bản lĩnh cho lắm. Nhưng vì cuộc sống của gia đình ba người bọn họ, ông ta lại cực kỳ cố gắng. Còn lại Dĩnh là một cô bé đáng yêu, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lê Văn Vân thật lòng yêu thích gia đình này. Nhưng bây giờ, gia đình lại vô duyên vô cớ bị người khác bắt cóc. Nhà đầu, Lê Văn Vân đi tới trước mặt lại Dĩnh, rồi khẽ cười nói với cô bé, "Em đừng khóc nữa, chúng ta sẽ giúp em tìm bố mẹ của em về, em hãy dẫn anh tới chỗ bố mẹ em bị người khác dẫn đi mất được không?" "Xe của bố mẹ em đâu?" xe xe nhà đầu lau nước mắt nói xe cũng bị bọn họ lái đi mất rồi bọn họ có rất nhiều người rất hung dữ có một người lái xe là người nước ngoài lúc bọn họ định dẫn bố mẹ đi nhà đầu đã chạy tới ôm chân người đó cầu xin người đó đừng dẫn bố mẹ em đi người đó người đó còn đá em một cái sắc mặt phạm nhược tuyết khẽ thay đổi vội ven áo của cô bé lên quả nhiên trước ngực có một vết bầm nhưng cô bé không bận tâm đến việc đau đớn mà kiên trì một mình men theo đường quốc lộ đi về nhà, cho dù cô bé khóc suốt cả dọc đường. Bọn họ cũng quá tàn nhẫn rồi đó. Trương Vãn Hà cực kỳ tức giận, dứt khoát chạy lên lầu sách giao xuống. Lê Văn Vân thở dài, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Cố Bạch. Đầu dây bên kia, Cố Bạch nhanh chóng nghe máy hỏi, Lão Đại, có chuyện gì thế, tôi đang tán gái, tôi phát hiện ra không ngờ ở Phúc Thanh Hội lại có rất nhiều em gái xinh đẹp tôi không có nhiều thời gian để nói nhảm với anh đâu lê văn vân nói anh hãy nhờ lâm trí viễn giúp đỡ mau chóng tìm kiếm xe vận tải của vợ chồng chú lại chú lại và dì chu đã bị người khác bắt cóc rồi nhà đầu còn bị đá một phát vết thương không hề nhẹ cái gì mẹ kiếp là ai làm thế ông đây sẽ chém chết người đó cố bạch lớn tiếng mang bây giờ chúng tôi vẫn chưa biết là ai bọn họ đã lái xe của chú lại đi rồi nên anh hãy nhờ người của phúc thanh hội đi tìm đi Lê Văn Vân nói: "Cố Bạch gật đầu đáp, được, tôi sẽ đi tìm Lâm Chí Viễn ngay." Mấy phút sau, Cố Bạch đã gọi lại nói, "Lâm Chí Viễn đồng ý giúp chúng ta tìm kiếm. Tôi cũng đã nói cho bọn họ biết biển số xe rồi, nhưng ông ta có một yêu cầu, đó chính là sau này mấy người chúng ta phải giúp đỡ ông ta một tay." Lê Văn Vân gật đầu đáp, "Không thành vấn đề." Sau khi cúp máy, bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Tâm hai tiếng sau, giọng nói của cố bạch lại vang lên bọn họ tìm thấy rồi xe của vợ chồng chú lại đang ở khu tây khu tây ư lê văn vân ngẩn người rồi gật đầu nói anh mau quay về đón chúng tôi đi rồi chúng ta đi qua đó xem thử mặc kệ là ai cho dù là mẹ của Seas thì hôm nay bọn họ cũng phải giải thích cho rõ ràng tôi sẽ quay về ngay cố bạch gật đầu nói khoảng mười mấy phút sau có mấy chiếc xe ngừng lại ở cửa rồi cố bạch và lâm trí viễn bước xuống xe chúng ta đi thôi, Lê Văn Vân lên tiếng. Người anh em, cậu đừng vội. Đúng lúc này, Lâm Chí Viễn mở miệng nói, quả thật anh em của chúng tôi đã phát hiện ra chiếc xe này đang ở khu Tây. Hơn nữa vị trí của bọn họ nằm ở khá gần trung tâm khu Tây, mà đó chính là địa bàn của Phất Lai. Vậy thì sao chứ? Lê Văn Vân ngước mắt lên hỏi. Lâm Chí Viễn sửng sốt một lát rồi thở dài nói, tôi biết các cậu từ bên ngoài tới, ngoài cố bạch ra thì mấy người các cậu đều rất có bản lĩnh, nhưng tôi phải nhắc trước với các cậu, đây là khu tội ác, đừng vì người khác mà liên lụy đến tính mạng của bản thân. Có lẽ các cậu vẫn chưa hiểu rõ việc phân chia ở khu tội ác, dưới Hot Seas là thành chủ bốn khu, rồi mới tới các thế lực. Phất Lai này vốn là người đứng thứ ba địa bảng, nhưng người mất tích có vẻ ngoài giống hệt cậu kia đã không còn ở trong địa bảng nữa sau khi đột phá lên siêu cấp. Dưới tình huống Lâm Thiếu Hoa đã chết, có thể nói bây giờ Phất Lai là người đứng đầu địa bảng, chương 758, hy vọng mọi người có thể quay về. Dưới tay ông ta có rất nhiều cao thủ đỉnh cấp, nếu các cậu đi qua đó trêu chọc ông ta thì đây không phải là một hành động sáng suốt. Lâm Trí Viễn nói, bọn họ chỉ là hai người dân nghèo mà thôi, nếu vì bọn họ mà liên lụy đến tính mạng của bản thân thì thật sự không đáng. Lê Văn Vân nhìn về phía Lâm Trí Viễn. Anh biết suy nghĩ của Lâm Trí Viễn, mà đây cũng chính là suy nghĩ ích kỷ của phần lớn người ở trong thành phố này. Lâm Chí Viễn tới khuyên nhủ, hoàn toàn không phải là vì có quan hệ khá tốt với mấy người Lê Văn Vân, mà ông ta chỉ coi trọng sức chiến đấu tập thể của mấy người Lê Văn Vân mà thôi. 10. Ba người đỉnh cấp và một phạm nhược tuyết người lợi hại nhất trong mắt Lâm Chí Viễn. Mỗi người đều là đoàn thể đỉnh cấp có tên trên địa bảng, nếu có thể giúp sức cho ông ta thì phúc thanh hội của ông ta sẽ tăng lên một bậc ngay. Bọn họ là bạn của tôi, Lê Văn Vân hờ hững nói, chúng ta đi lên xe thôi. Dứt lời, anh chợt nghĩ tới điều gì đó nên quay lại đi lên lầu, tìm ba lô mà mình đã mang tới đây, rồi lấy mấy món đồ ở bên trong ra, sau đó lại đi xuống lầu. Lâm Chí Viễn thở dài, rồi trầm ngâm nhìn về phía Lê Văn Vân nói, "Cố Bạch, không phải tôi không muốn giúp cậu, tôi đã giúp cậu tìm thấy vị trí chiếc xe này rồi, nhưng tôi thật sự không muốn trêu chọc phất lai, like. ngộ nhớ ông ta phát động khiêu chiến với Phúc Thanh hội của tôi thì chúng tôi thật sự không đánh lại." Cố Bạch gật đầu đáp, "Tôi biết rồi." tôi sẽ không liên lụy đến Phúc Thanh Hội. Thật ra đây chính là ý của Lâm Trí Viễn, ông ta khẽ thở vào nhẹ nhõm rồi nói, tam tử, cậu dẫn bọn họ đi đi. Hai chiếc xe chờ tất cả mọi người, kể cả Trần Tiêu cũng đi cùng luôn, tất cả đều chạy về phía khu Tây. Vì lái xe tới đây nên tốc độ của bọn họ rất nhanh, sau đó mọi người ngừng lại ở cổng một tiểu khu, Lê Văn Vân quan sát xung quanh, quả thật vị trí này nằm ở khá gần trung tâm khu Tây, đây chính là một tiểu khu biệt thự. Tam tử bên Phúc Thanh hội nói, tôi đã tìm thấy chiếc xe đó ở nơi này, nó đang ở bên trong tiểu khu. Đây chính là tiểu khu do thuộc hạ của Phất Lai quản lý, phần lớn người sống ở đây đều là người của Phất Lai, nên mọi người đi vào đó phải cẩn thận một chút. Cố Bạch gật đầu rồi vỗ vai anh ta nói, chúng tôi biết rồi. Cảm ơn người anh em, đợi sau khi chúng tôi quay về sẽ mời anh đi uống rượu. Tam tử sửng sốt rồi thầm nghĩ, hy vọng mọi người có thể quay về. Vậy tôi sẽ đứng đây đợi mọi người, mọi người cứ đi vào trong là dễ dàng tìm thấy chiếc xe đó thôi." Tam Tử nói. Mấy người Lê Văn Vân gật đầu, có lẽ anh ta sợ mình sẽ bị người khác nhận ra là người của Phúc Thanh hội, rồi liên lụy đến Phúc Thanh hội. Sau khi xuống xe, Phạm Nhược Tuyết vẫn bế lại dính, Sở Dĩ lại dính cũng đi theo là để cô ta nhận ra người nào đã bắt cóc bố mẹ cô bé. Ngoài Liễu Ngọc ra thì tất cả bọn họ đều đi tới đây cộng thêm lại dính nữa là một nhóm bảy người đi vào bên trong tiểu khu. Bọn họ vừa đi tới công tiểu khu thì một giọng nói đã vang lên, mấy người là ai? Đây là địa bàn của Phất Lai, nếu không phải là thuộc hạ của ông ấy thì không được phép đi vào trong. Trên mặt cố Bạch Hiện lên vẻ giận dữ, nên dứt khoát cầm thanh đao lên. Mấy người muốn mạnh mẽ xông vào trong đúng không? Bảo vệ đó không những không sợ hãi, ngược lại trên mặt còn nở nụ cười chế giễu, anh động vào tôi thử xem. Tôi bảo đảm mấy người sẽ bị toàn bộ hộ gia đình sống ở đây bao vây trong tích tắc. Nói thế nào thì đây cũng được xem là đại bản doanh của Phất Lai. Lê Văn Vân nháy mắt ra hiệu với Trương Vãn Hà. Trương Vãn Hà liền đi tới, cười nói với anh ta, anh đẹp trai, chúng tôi là tới tìm người. Xuất lời, ánh mắt cô ấy hiện lên tia lạnh lẽo, rồi ra tay trong nháy mắt. Cô ấy đánh mạnh vào sau gáy của người này, thế là hai mắt người này tối đen, rồi ngất xỉu ngay tại chỗ chúng ta đi thôi lê văn vân bình tĩnh nói nhưng ai cũng biết trong giọng điệu bình tĩnh của anh đang đè nén ngọn lửa giận bọn họ đi vào trong tiểu khu sau khi đi dọc theo tiểu khu được mấy phút bọn họ đã nhìn thấy phía trước một căn biệt thự độc lập đang đậu một chiếc xe tải màu xanh lam sau khi nhìn thấy đám người đó cô bé bỗng lên tiếng chính là bọn họ đám người đó cũng chú ý đến mấy người lê văn vân có người ngậm điếu thuốc đi tới hỏi mấy người là ai Lê Văn Vân ngước mắt lên, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo, hờ hững nói một chữ, giết. chương 759 tới nhìn thấy nó vểnh cao quá nên không cầm lòng được. Giọng nói của Lê Văn Vân rất lạnh lẽo. Đúng vậy, anh truyền đạt mệnh lệnh là giết ngay tại chỗ. Thậm chí anh còn chẳng thèm đàm phán với đối phương, giống như trước đó anh đã nói với Lâm Chí Viễn. Cho dù đối phương là Phất Lai thì sao chứ? Vợ chồng lại Tuấn bị bắt cóc, lại dính còn bị đá vào ngực, trong lòng anh sớm đã cực kỳ phẫn nộ rồi. Lần này anh quay về thành phố này là muốn khiêm tốn một chút, nhưng dù anh khiêm tốn đến đâu đi chăng nữa thì anh cũng phải bảo vệ những người ở xung quanh mình. Bây giờ mấy người Hoàng Thi Kỳ không có bất kỳ manh mối gì, còn bản thân anh thì không thể nào khôi phục lại chân khí, trong lòng anh vốn đã tích tụ chút cảm xúc rồi. Không ngờ lần này người của Phất Lai lại vô duyên vô cớ bắt cóc mấy người dân nghèo bình thường, vì thế trong lòng anh đã sớm nổi giận rồi lê văn vân vừa truyền đạt mệnh lệnh cổ bạch với tính khí nóng này đã sớm không thể chịu đựng thêm nữa anh ta dứt khoát cầm dao xông tới chẳng nói chẳng rằng đã vung đao chém đứt cổ họng người đang ngậm điếu thuốc kia bích bích con người của đối phương cũng không ngờ rằng mấy người lê văn vân lại xông tới chém giết nên nhất thời nổi giận bọn họ là ai cơ chứ bọn họ là người của phất lai ở khu tây này ai dám trêu chọc bọn họ cơ chứ vậy mà bây giờ lại có người xông vào chém người khiến bọn họ nhất thời nổi giận. Mà đám người này đều không có đỉnh cấp, cho nên trong mắt mấy người Lê Văn Vân, bọn họ hoàn toàn là một đám người ó hợp mà thôi. Tiếng đánh nhau ở bên ngoài nhanh chóng thu hút sự chú ý của người ở trong nhà, đúng lúc này, một nam thanh niên bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa mắng, mẹ kiếp mấy người đang làm gì đấy? Ồn ào quá đi mất. Anh ta vừa đi tới cửa thì nhìn thấy một đống thi thể nằm dưới đất, con người của anh ta bỗng thu nhỏ lại, rồi ngước mắt lên nhìn về phía đám người Lê Văn Vân đang đứng ở cửa. Nhất là khi ánh mắt của anh ta nhìn lên người Cố Bạch, sắc mặt anh ta khẽ thay đổi, rồi trở nên lạnh lẽo nói, "Là mày." Nato, Cố Bạch cũng hơi sửng sốt, rồi giọng điệu thâm trầm nói, "Xem ra bài học lần trước vẫn chưa đủ." Khu Đông. Trong một căn biệt thự ở gần khu trung tâm, Lâm Khả Hân đang ngồi trên sofa chơi điện thoại, thật ra cũng không có gì để chơi cả, chủ yếu là gửi tin nhắn với người khác mà thôi chu linh linh đang nằm nhoài lên sofa bên cạnh cô ta vóc dáng hoàn hảo đó trông cực kỳ quyến rũ lâm khả hân gửi tin nhắn xong thì nhìn chiếc mông đang vểnh cao của chu linh linh rồi không nhịn được vỗ vào đó quả nhiên nó cực kỳ đàn hồi chu linh linh trợn mắt nói lâm khả hân cậu đang làm gì đấy trên gương mặt xinh đẹp của lâm khả hân nở một nụ cười nói tới nhìn thấy nó vểnh cao quá nên không cầm lòng được chu linh linh sáng mắt lên rồi dứt khoát thò tay bóp ngược Lâm Khả Hân, vậy tớ cũng không cầm lòng được vì nó quá lớn. Trong lúc hai cô gái đang đùa giỡn thì một tiếng ho khan bỗng vang lên, hai người sửng sốt, rồi nhìn về phía cửa. sắc mặt của Chu Linh Linh đỏ bừng nói, chú Lâm, sao chú bước đi mà không có chút tiếng động nào vậy? gương mặt xinh đẹp của Lâm Khả Hân cũng đỏ bừng, hơi oán giận nói, bố, sao bố không đi tới tổng bộ mà chạy tới đây làm gì ạ Lâm Chí Viễn ho khan nói, "Bố không nhìn thấy gì cả." "Xi, si, hai cô gái cùng Đồng Thanh." Lâm Chí Viễn thở dài nói, "Hai, bố tới là để nói hai đứa biết, người trông rất giống vị kia đã xảy ra chuyện rồi, kể cả mấy người Cố Bạch." "Bọn họ làm sao thế ạ? À? Con phố của bọn họ lại bị người khác tới khiêu chiến nữa ạ?" À? Chu Linh Linh nói, "Không phải chứ, bây giờ con phố của bọn họ đã được đứng dưới danh nghĩa của Phúc Thanh hội chúng ta, chẳng lẽ là người của hai thế lực khác sao?" Không phải, Lâm Chí Viễn thở dài nói, chắc hai đứa cũng biết, bọn họ đang sống ở khu ổ chuột. Lúc bọn họ mới đi tới thành phố này, là một cặp vợ chồng sống ở khu dân nghèo đã thu nhận bọn họ. "Đúng vậy, sao thế ạ?" À? Lâm Khả Hân hỏi. "Chương 760, anh là con trai của Phất Lai đúng không? Hôm nay không biết cặp vợ chồng đó bị làm sao, hình như hai người đó đã trêu chọc người của Phất Lai, nên bị dẫn tới chỗ của Phất Lai rồi, bọn họ nhờ bố tìm người giúp bọn họ." sau đó bọn họ sách dao đi qua đó chém giết rồi lâm trí viễn nói cái gì hai cô gái nhất thời kinh ngạc đến biến sắc bọn bọn họ đi tới chỗ của phất lai để chém giết ư chu linh linh ngạc nhiên hỏi trên thực tế sau đó cô ta đã tới quán ba dạ sắc mấy lần cũng từng ôm mộng tưởng hy vọng lê văn vân là vị lúc trước nhưng sau đó cô ta lại cực kỳ thất vọng ngoài việc lê văn vân có vẻ ngoài giống hệt vị kia thì hoàn toàn không có vẻ ngang ngược giống như lúc trước anh vẫn yêu tiền như mạng, có người cho tiền bâu ơ là cười ra mặt, vì thế cô ta còn cố ý mời người khác tới thử nghiệm anh. Theo cô ta thấy, Lê Văn Vân là người cực kỳ hèn mọn, không hề có bản lĩnh, nhát như thỏ đế, yêu tiền như mạng. Thế mà bây giờ Lâm Chí Viễn lại nói cho bọn họ biết, mấy người Lê Văn Vân cầm dao đi tới địa bàn của Phất Lai để chém giết. Nói tới chuyện này cũng rất kỳ lạ, Lâm Chí Viễn nói, đa số tiểu đội của bọn họ đều là cao thủ, nhưng hình như lại nghe theo Lê Văn Vân răm rắp. Thậm chí bố còn nghi ngờ cậu ta chính là vị kia, nhưng tiếc là không phải. Bố đoán, có lẽ ở bên ngoài hòn đảo này, cậu ta cũng là người có địa vị rất cao, hình như mấy người này đều lấy cậu ta làm trung tâm. Không biết tại sao, cả Lâm Khả Hân và Chu Linh Linh đều trở nên hơi sốt ruột. Anh chỉ đơn giản là có vẻ ngoài giống nhau mà thôi, chỉ cần Lê Văn Vân không nói ra thì ít nhất bọn họ có thể nhìn tướng mạo của Lê Văn Vân rồi tưởng tượng ra dáng vẻ của người kia. Lâm Khả Hân hơi sốt sắng nên đứng dậy nói: "Bố, bố có thể giúp bọn họ được không?" Lâm Chí Viễn thở dài nói: "Sao bố có thể giúp được chứ? Lần này đâu phải là thể lực nhỏ bé gì, mà là phất lai đấy." Bố cũng muốn giúp vì bố khá coi trọng thực lực của bọn họ, nếu bọn họ cộng thêm chúng ta, e rằng chúng ta có thể nhảy một bước trở thành thế lực có cấp bậc tương đương với phất lai nhưng bố không thể nào lấy tính mạng của anh em trong phúc thanh hội để đặt cược được lâm trí viễn nói vì thế lần này bố cũng lực bất tòng tâm không được con phải đi tới đó xem sao lâm khả hân bỗng đứng dậy nói con đứng lại đó cho bố lâm trí viễn nhìn lâm khả hân nói hôm nay con không được phép đi đâu cả từ đầu đến cuối lê văn vân không phải là người kia lâm khả hân khẽ run lên nhưng đúng lúc này chu linh linh lại không nói hai lời dứt khoát chạy ra ngoài linh linh cháu đứng lại đó cho chủ lâm trí viễn nói chu linh linh cười khẩy đáp chú lâm chú là bố của khả hân chứ không phải là bố của cháu suốt lời cô ta chạy ra khỏi biệt thự ở bên này ở khu biệt thự của thuộc hạ phất lai hành động đánh nhau ở bên này đã sớm thu hút sự chú ý của rất nhiều người ở xung quanh không ít người đều đi ra ban công nhìn thấy một đám người đang nằm ở dưới đất rồi lại nhìn mấy người lê văn vân Mấy người sống ở đây đều đen mặt, không ít người dứt khoát cầm vũ khí, nhảy xuống từ trên ban công. Bọn họ từ tốn đi tới bao vây mấy người Lê Văn Vân. Trong đó có không ít cao thủ đỉnh cấp. Bảy người Lê Văn Vân vẫn đứng ở đó chẳng hề sợ hãi. Phạm Nhược Tuyết che mắt lại dính lại, không để cho cô bé chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này. Còn bọn họ thì đang quan sát NATO. Người này chính là tên dây dưa với Lâm Khả Hân, rồi bị cố bạch hành hung một trận hồi trước. Nhưng mấy ngày nay, hình như vết thương trên người anh ta đã lành rồi, anh ta mặc một bộ đồ đơn giản, cười như không cười quan sát Cố Bạch nói, "Ha, mẹ nó, tao vẫn luôn tìm kiếm." "Mày, không ngờ mày lại chủ động tìm tới cửa. Nếu mày đã tới đây rồi, vậy thì hôm nay mày hãy để lại mạng ở đây đi." Lê Văn Vân ngẩng đầu nhìn anh ta hỏi, "Anh là con trai của Phất Lai đúng không?" Nato Kiêu ngạo gật đầu nói, "Đúng vậy. Hôm nay anh đã bắt hai vợ chồng đi đưa đồ ăn đúng không?" lê văn vân bình tĩnh hỏi nato gật đầu đáp vậy thì sao chứ hôm qua tao đang đi dạo ở khu tây là do bọn họ bất cần làm bẩn giày của tao đã vậy còn thiếu nợ lái xe bỏ chạy ngay cho nên hôm nay anh đã bắt bọn họ đi hơn nữa còn tàn nhẫn đá vào một đứa bé sao lê văn vân bình tĩnh hỏi ha ha chỉ là bọn dân nghèo mà thôi tính mạng của bọn họ chẳng khác gì cỏ rác nên tao có giết cũng chẳng sao cả nato hờ hững đáp Lê Văn Vân nghe đến đây thì sát ý trong mắt đã hoàn toàn không thể che giấu được nữa, anh hỏi lại lần nữa, bọn họ đang ở đâu? Ha ha, bọn họ sao? Bọn họ đang bị người của Tạo Hành Hạ ở dưới tầng hầm đó. Nato cười như không cười nói, không phải chứ, mày là ai thế? Lúc này, xung quanh Lê Văn Vân đã tụ tập ít nhất mấy chục người, xung quanh còn có mấy người khác đang không ngừng kéo đến, bọn họ đều cười như không cười nhìn Lê Văn Vân, có người còn hét lên, thiếu chủ anh đứng đó nói nhảm với bọn họ làm gì cứ chém chết là xong việc ngay ấy mà lê văn vân thở dài rồi lấy một thứ được làm bằng đồng ở trong túi ra nói tôi là ai ư anh hãy tự mình xem đi suốt lời anh ném thẳng tấm thẻ được làm bằng đồng đó về phía anh ta tấm thẻ bị ném trúng mặt nato rồi rơi xuống đất sắc mặt nato hoàn toàn thay đổi anh ta nghiến răng nghiến lợi nhìn lê văn vân nói mẹ kiếp mày dám suốt lời khóe mắt của anh ta liếc nhìn tấm thẻ ở dưới đất, rồi cả người cứng đờ. Sau đó anh ta nuốt nước miếng, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt. Chỉ nhìn thấy tấm thẻ này, cả người anh ta đã không thể nào chấp nhận được, nhất thời ngồi phịch dưới đất, ngạc nhiên thất thanh, thánh. Thánh chủ lệnh. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 760.